Từ trên tầng 5 của khu chung cư, những âm thanh ồn ào ở bên dưới mặt đất vẫn đủ lớn khiến Tuyết khó đi vào giấc ngủ. Cô nằm dài ở trên giường, thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh sáng từ chiếc điện thoại. Tuyết cứ dán mắt vào màn hình và lướt đi lướt lại những thông tin vô nghĩa. Đó là thói quen mỗi buổi tối của Tuyết mà cô khó bỏ. Tiếng cánh cửa được mở ra khiến Tuyết có hơi giật mình. Cô vội vàng tắt điện thoại và nhắm chặt mắt, vờ như đã say giấc. Cường bước đi không vững, quần áo sộc sạch và đôi mắt không còn nhìn rõ. Anh ta cứ thế lao thẳng lên giường nằm. Mùi rượu, mùi nước hoa nữ giới, mùi mồ hôi trộn lẫn vào nhau. Cường đưa tay đặt lên người tuyết. Tuyết liền nhanh chóng gạt phát cánh tay anh ra. Cường nửa tỉnh, nửa mê. Anh thốt lên. Vợ à, anh nhớ em quá cường mới kết thúc chuyến công tác và trở về nhà sau gần một tháng đồng nghĩa với việc một tháng đó tuyết quanh quẩn ở nhà cùng với đứa con gái nhỏ nếu như là tuyết của mấy năm về trước cô sẽ ôm lấy cường và nở nụ cười rạng rỡ khi anh nói thương nói nhớ nói yêu cô nhưng bây giờ khi nghe những lời nói đó thốt ra từ miệng cường tuyết chỉ nhìn thấy sự giả tạo Tuyết mệt mỏi đứng dậy và đi sang phòng bên cạnh. Vì đang ngủ say xưa, cô không muốn pha giấc ngủ của con gái nên cô nhẹ nhàng đặt lưng xuống và nằm bên cạnh con. Vì năm nay đã lên 6 tuổi, cuộc hôn nhân của Tuyết và Cường thì đã kéo dài được 7 năm, một quãng thời gian không dài mà cũng chẳng ngắn. Tuyết đưa tay vuốt mái tóc mềm mượt của đứa con gái nhỏ, như một thói quen còn bé cứ thế, vòng tay qua, ôm chặt lấy cô. Tuyết ngọt ngào cất giọng. Con gái yêu của mẹ lớn thật rồi. Mẹ chỉ mong con lớn chậm, không quá hiểu chuyện và hãy sống đúng với lứa tuổi của con thôi. Vừa nói xong, hai hàng nước mắt cô rơi xuống. Tuyết đang khóc thầm. Đó là những giọt nước mắt hờn tuổi khi cô nghĩ về cuộc hôn nhân của cô và về người chồng đã ngoại tình gần hai năm nay mà đêm dần biến mất và thay vào đó là ánh nắng gai gắt của những ngày đầu tháng năm. Tuyết thức dậy, đánh răng rửa mặt rồi quay về phòng sửa soạn quần áo. Cường bước ra từ nhà tắm, nước từ trên mái tóc đang ướt đẫm cứ thế chảy xuống sàn nhà. Tuyết khẽ cau mày rồi nói với Cường: "Em đã dặn anh bao nhiêu lần rồi, phải lau và sấy khô tóc từ trong phòng tắm rồi mới về phòng cơ mà." Cường tiến đến gần người Tuyết và ôm lấy cô, anh xin lỗi, anh quên mất. Anh đi công tác cả một tháng trời, ở đó anh cứ quen với lối sống bừa bộn của một chàng trai chưa vợ, nên về nhà anh vẫn chưa thích nghi được. Không phải chỉ chuyện này mà trong cả chuyện quan trọng khác anh cũng quên mình là chàng trai đã có vợ. Tuyết nhìn vào chiếc váy cô mới mặc đã bị dính nước từ trên người của Cường, cô liền lấy trong tủ ra một chiếc váy khác và vào phòng tắm thay ngay lập tức. Tuyết lại quay trở về phòng. Cường cất tiếng hỏi cô: gia đình mình lâu lắm rồi mới đoàn tụ. Để anh chở hai mẹ con đi ăn sáng nhé. Công ty của em và trường học của Vi ở cùng một đoạn nên em và con bé sẽ ăn sáng ở quán nào gần đó. Công ty anh ở hướng khác thì anh cứ đi theo hướng đó cho tiện, không cần phải bày vẽ thế đâu. Không sao, anh lấy ô tô chở hai mẹ con đi làm và đi học luôn cũng được mà. Lúc nãy anh đã nói với con rồi, bây giờ em mà không đồng ý, còn bé nó buồn lắm đấy. Nghĩ đến Vi. Tuyết không nỡ lòng nào khiến cho con phải buồn. Cuối cùng cô cũng đồng ý với Cường. Cả gia đình nhỏ cùng nhau đi ăn sáng. Tại quán phở mà gia đình Tuyết ghé vào cũng có rất nhiều gia đình khác giống như họ. Thế nhưng điểm khác biệt là những gia đình ấy đều đang thật sự vui vẻ với nhau. Còn vợ chồng Cường và Tuyết thì không. Họ chỉ vừa quan tâm nhau trước mặt Vi. Nếu không có Vi ở đó, Tuyết sẽ chẳng thèm đáp lại những câu nói ngọt ngào của Cường. Cô còn nhiều lần nghĩ rằng nếu cô và Cường chưa có đứa con chung là Vi thì có lẽ Tuyết đã sớm ly hôn với Cường. Tuyên phát hiện Cường ngoại tình cách đây 2 năm và cũng từng đó thời gian cô nhìn Cường bằng ánh mắt khác. Cường là phó giám đốc của một công ty lớn, chức vụ càng cao, quyền lực càng lớn thì đồng nghĩa với lòng tham của Cường cũng lớn theo. Một người vợ xinh đẹp, giỏi giang như Tuyết đối với anh ta vẫn là chưa đủ anh ta đã ngoại tình và không phải là chỉ với một người mà với rất nhiều người. Tuyết đã từng là cô gái mạnh mẽ, có ca tính. Nhưng khi kết hôn, những điều đó đã dần bị hao mòn. Cô trở nên cam chịu hơn và chấp nhận sống chung với người chồng lăng nhăng vì hai chữ con cái. Cường không hề hay biết rằng Tuyết đã biết anh làm những việc xấu xa sau lưng cô. Phản bội lại niềm tin của cô từ lâu anh vẫn diễn vở kịch người chồng tốt trước mặt tuyết và vẫn thầm thụt với biết bao nhiêu cô gái trẻ khác ở bên ngoài. Cuộc hôn nhân của hai người họ nhìn bề ngoài thì tốt đẹp, nhưng thực chất bên trong đã mục nát từ lâu. Kết thúc công việc tại chốn công sở đầy áp lực. Hôm nay, vì được em gái của Cường đón đi chơi nên Tuyết có thời gian rảnh rỗi. Cô ghé vào nhà hàng đồ nhật. Tuyết được nhân viên dẫn vào phòng VIP. Anh đã ngồi sẵn ở đó, Ánh nở nụ cười rồi lắc đầu. Ở chung một thành phố mà không biết bao lâu rồi tao mới gặp được mày. Mày thông cảm cho tao, tao là gái đã có chồng con rồi. Nếu đã bạn cũ hồi học đại học mà gặp lại mày thì chắc chúng không nhận ra mày đâu tuyết ạ. À? Tao già hơn hồi trước nhiều lắm à? Không phải là già hơn mà ngoại hình cũng như tính cách của mày đã thay đổi rất nhiều. Ngày xưa mày sống theo kiểu như chỉ còn ngày duy nhất trên đời để sống ấy. Còn bây giờ thì mày sống và suy nghĩ cho tương lai nhiều hơn là cho hiện tại. Mày ngày xưa ăn mặc phóng khoáng, còn bây giờ thì lại hiền thục. Nói chung là nhìn mày khác hẳn lúc trước. Hai cô bạn cùng nhau vừa ăn uống vừa trò chuyện. Ánh nhìn Tuyết với ánh mắt e ngại. Tuyết bật cười. Mày muốn hỏi tao chuyện gì thì cứ hỏi đi. Đừng nhìn tao bằng ánh mắt như thế chứ. Mày với ông Cường dạo này sao rồi? Mày đã nói chuyện đàng hoàng với ông ấy chưa? Tuyết lắc đầu cười xót xa. Anh đánh nhẹ vào tay Tuyết. Thế mày định không bao giờ nói với ông ấy sao? Tao thật sự không hiểu trong đầu mày đang nghĩ gì nữa đấy. Khi phát hiện chồng ngoại tình, có người sẽ ly hôn, có người sẽ cho chồng và con ảng tiểu tam một trận. Có người thì sẽ nói chuyện trực tiếp và bắt chồng phải chấm dứt quan hệ ngoài luồng. Còn mày thì sao? Sao mày lại không làm gì? Tao không ly hôn vì muốn con tao lớn lên có đầy đủ bố mẹ. Mày cũng biết rồi đấy, có rất nhiều đứa trẻ lớn lên không đầy đủ bố mẹ. Tâm lý của chúng bị ảnh hưởng rất nhiều. Không có đầy đủ bố mẹ cũng khiến cho cuộc sống sau này của chúng khó khăn hơn về nhiều mặt. Chuyện cho chồng và tiểu ta một bài học. Tao nghĩ không khả thi bởi chồng ta không chỉ qua lại với một người phụ nữ mà tận 4 năm người. Nếu hôm nay tao đi đánh ghen cô này thì ngày hôm sau tao sẽ lại phải đánh ghen với cô khác. Nói thật tao thấy việc đó mệt mỏi lắm. Còn cái chuyện nói chuyện với chồng rồi bắt chồng thay đổi á. Tao thấy điều đó lại càng vô nghĩa Tên đàn ông nào thì cũng xin lỗi, cũng hứa hẹn, sẽ không tái phạm. Nhưng cứ được một thời gian thì mọi chuyện đâu lại vào đấy cả thôi. Tao tin rằng ngoại tình là bản năng rồi. Người đã ngoại tình thì chắc chắn sẽ ngoại tình. Còn người đã không có tật xấu đó thì sẽ không bao giờ ngoại tình đâu. Lời mày nói không phải là không có lý. Nhưng mà cuộc đời này có nhiều chuyện chúng ta không thể biết trước được. Tao biết mày là đứa bản lĩnh. Dù có chia tay với lão Cường thì mày vẫn có thể sống tốt và nuôi dạy cái vi tốt cái mày thiếu bây giờ chỉ là sự tự tin mà thôi có lẽ mày đã nói đúng rồi bây giờ tao cảm thấy tao không hề có một chút tự tin nào vào bản thân mình tuyết khẽ thở dài bàn tay ánh nắm lấy bàn tay cô cuộc nói chuyện sâu sắc với ánh đã khiến tuyết suy nghĩ rất nhiều về đến nhà những suy nghĩ ấy vẫn bám víu lấy cô hôm nay chồng cô vẫn tan làm về nhà muộn và mùi hương nước hoa của phụ nữ vẫn rất nồng trên người anh ấy vậy mà anh vẫn đưa tay về phía cơ thể cô và đòi hỏi chuyện ăn ái tuyết mạnh mẽ gạt thẳng tay của cường ra khỏi người cô mọi hôm cường không nói gì nhưng lần này anh lại trách móc tuyết em định cứ như thế này đến bao giờ anh nói thế là có ý gì anh là thằng đàn ông là chồng của em mà em lại xa cách với anh như thế à chẳng phải em đã nói với anh rồi sao em đang bị bệnh em không thể làm ba cái chuyện trai gái đó được Em lấy cớ bệnh tật hai năm nay rồi đấy Giờ mà em còn đem lý do đó ra nói với anh Thì anh cũng chịu thua em luôn Cường dùng sức lực của người đàn ông Để cố gắng bắt Tuyết phải phục vụ cho ham muốn của anh ta Thế nhưng Tuyết không khuất phục Cô dùng sức không được Thì liền dùng miệng cắn vào cánh tay của Cường Anh ta vì quá đau Nên đã phải buông Tuyết ra Tuyết liền chạy sang phòng của Vi Và khóa trái cửa lại Vì lúc đó chưa ngủ Thấy vẻ mặt phờ phạc của Tuyết Con bé cũng sợ hãi theo có chuyện gì thế hả mẹ không có gì đâu con mau ngủ đi tuyết tiến đến và ôm lấy vi cô vỗ về con gái và cũng là vỗ về chính mình tường dù có đang nổi khùng nhưng cũng không dám làm bừa khi tuyết đang ở cùng vi tuyết bị thoát vị đĩa đệm cổ cô đã phát hiện bệnh từ sớm và điều trị khỏi dứt điểm sau khi cô điều trị xong thì cô lại phát hiện chồng ngoại tình chính vì vậy mà tuyết đã lấy lý do đó để trốn tránh chuyện chăn gối với cường cô có thể vì con mà tiếp tục cuộc hôn nhân vô vị này nhưng không thể chấp nhận nổi chuyện dùng chung cơ thể với người đàn bà khác nhìn vào cường bây giờ tuyết đã chẳng còn bất kỳ cảm giác yêu đương hay ham muốn với anh ta cô chỉ muốn tránh xa anh và ở một mình kể từ hôm tuyết cắn vào tay cường cường không còn cố tỏ ra mình là người chồng tốt ngọt ngào với vợ nhưng đối với Tuyết, đó lại là chuyện tốt. Cô đã chán ngấy nhìn anh diễn cảnh tượng đó từ lâu, rất lâu rồi. Thứ sáu cuối tuần, Tuyết chở con đi học rồi vội vội vàng vàng đến công ty. Vừa đến nơi, cô em út trong phòng là Yến đã chạy về phía Tuyết với vẻ mặt hớn ha hớn hở. Chị Tuyết ơi, chị đến rồi à? Có chuyện gì mà em mừng rỡ thế? Chị lại được chọn là nhân viên xuất sắc nhất phòng mình và được tham gia chuyến nghỉ dưỡng tại Đà Nẵng đấy. Chúc mừng chị nhé. Lần này chị đi nhớ phải mua quà về cho bọn em đấy nhé. Nếu không là bọn em giận chị luôn. À, chị biết rồi. Lần trước do vội về với con nên chị luôn ca luôn cuống để quên quà cho mấy đứa ở khách sạn luôn. Lần này chị nhất định sẽ đem quà về cho mấy đứa. Yên tâm. Đã 3 năm liên tiếp, Tuyết được bầu chọn là nhân viên xuất sắc nhất trong phòng kinh doanh. Cô vừa có ngoại hình, lại vừa có năng lực nên ở công ty rất nhiều người ngưỡng mộ. Nhưng chẳng mấy ai biết, Tuyết lại còn nỗi khổ tâm trong lòng khi chồng cô ngoại tình. Tuyết chẳng bao giờ kể lệ chuyện cá nhân. Ai nấy đều nghĩ cô đang có cuộc sống hoàn hảo. Nhiệt huyết với công việc là thế, nên Tuyết luôn được nhận thành quả xứng đáng. Tuyết sắp xếp việc nhà và gửi con sang nhà mẹ chồng để chuẩn bị đi du lịch với công ty. Thành phố Đà Nẵng được mệnh danh là thành phố đáng sống, quả không hề sai. Đến đây, Tuyết vừa cảm nhận được vẻ đẹp, sự náo nhiệt, nhưng vẫn tìm được sự bình yên trong lòng mình. Số lượng nhân viên trên toàn tổng công ty được thưởng chuyến du lịch này không nhiều. Đâu đó chỉ tầm 50 người. Toàn bộ chi phí khách sạn năm sao, ăn uống hay nghỉ dưỡng đều được công ty bao trọn. Sau khi tham quan hết mấy địa điểm cùng với các đồng nghiệp trong công ty, mọi người được cho 5 tiếng tự do một mình trước khi đến với bữa tiệc vinh danh được tổ chức vào buổi tối hôm đó. Tuyết chọn cách trở về khách sạn, Cô nằm một lúc trong phòng rồi quyết định sẽ đi bơi. Tuyết nhanh chóng thay quần áo rồi đến bể bơi trên tầng 5 của khách sạn. Giờ đó đang còn khá sớm, nên bên trong bể bơi vắng tanh. Chỉ có một mình cô trong không gian rộng lớn đó. Tuyết vừa ngâm mình xuống nước thì có một người đàn ông ở tầm cuối độ tuổi 30 bước vào. Cô không chú ý vào người đàn ông này lắm, mà cứ thế tận hưởng khoảng không gian thư giãn. Tuyết lặn dưới nước một lúc rồi mới ngoi đầu lên, lúc nãy cô và người đàn ông kia cùng lặn xuống một lúc nhưng đến bây giờ người đàn ông kia vẫn đang lặn tuyết nghĩ thầm trong bụng người đàn ông kia có sức chịu đựng tốt tuy nhiên càng nhìn kỹ tuyết lại càng thấy lạ bởi cho dù có giỏi nhịn thở rơi nước đến đâu cũng không thể lâu như thế được linh cảm không được tốt tuyết vội vàng bơi về phía người đàn ông đó hòa ra anh ta đang bị chuột rút tuyết vội vàng kéo người đàn ông đó lên bờ và giúp anh ta thả lỏng cơ thể. Một lúc sau, người đàn ông đó đã có thể ngồi dậy. Tuyết hỏi han anh ta. Anh có sao không? Tôi không sao, tôi ổn rồi. Cảm ơn cô. Nếu không có cô, chắc tôi đã mất mạng rồi. Anh mới học bơi à? Nói ra thì hơi xấu hổ, nhưng tôi vì sợ nước nên mới học bơi cách đây không lâu. Tôi chỉ nghe các thầy dạy lý thuyết bảo khi đang bơi mà bị chuột rút thì phải thả lỏng cơ thể, thế nhưng khi rơi vào tình huống ấy thì tôi lại loay hoay mãi cơ thể vẫn cứ bị căng cứng cảm ơn cô rất nhiều anh đừng nói thế cứu người là việc nên làm mà anh có cần tôi đưa đi bệnh viện không không cần đâu tôi về phòng nghỉ ngơi một chút là sẽ ổn thôi nếu được thì cô hãy cho tôi biết tên và số điện thoại ít nhất tôi cũng muốn mời cô đi ăn một bữa để cảm ơn thấy anh không sao là tôi mừng rồi tôi chỉ ở đây một vài ngày rồi sẽ nhanh chóng rời đi anh không cần phải chào ơn tôi đâu Tiếng chuông điện thoại vang lên Tuyết vội nghe máy và trở về phòng Cô thậm chí còn không kịp chào hỏi người đàn ông đấy Kết thúc buổi chiều nghỉ ngơi Mọi người bắt đầu sửa soạn cho bữa tiệc tối sang trọng tại nhà hàng của khách sạn. Diện lên người một bộ váy đỏ nổi bật, nhàn sắc của tuyết lại càng được tô điểm và không thua kém bất kỳ ai ở đó. Trong bữa tiệc hôm nay, không chỉ đơn giản là buổi vinh danh những nhân viên xuất sắc, mà còn là buổi tiệc giới thiệu lãnh đạo tương lai của công ty. Tổng giám đốc năm nay đã gần 70 tuổi, sức khỏe của ông đã yếu đi nhiều, nên việc nhường lại vị trí đó cho con cái cũng là điều không mấy bất ngờ. Tất cả mọi người đều chăm chú nhìn lên sân khấu xem giám đốc tương lai của họ sẽ là ai. Tuyết cũng không phải là ngoại lệ. Con trai của tổng giám đốc tên Phong, chẳng hiểu sao khi nhìn anh ta, Tuyết lại thấy khá quen, giống như là đã từng gặp ở đâu đó rồi. Tuyết vội gạt ngay suy nghĩ đó, vị giám đốc kia mới từ Mỹ về sao cô lại có thể gặp anh ta trước đó được chứ viết lại quên đi chuyện đó và vui vẻ ăn uống trò chuyện với mọi người con trai của tổng giám đốc đi đến từng bàn và chúc rượu nhân viên đến bàn của tuyết anh ta nhìn tuyết rồi cười chúng ta đúng là có duyên với nhau không ngờ chúng ta lại tái ngộ ở đây đấy tuyết ngờ ngác nhìn người đàn ông đó rồi nói ơ anh là người đàn ông lúc chiều ở bể bơi sao đúng vậy Nhìn anh khác quá nên tôi không nhận ra. À, lúc ấy tôi chưa cạo râu, chưa cắt tóc nên trông giống ông già lắm nhỉ? Dạ, không phải, tôi không có ý đó. Dù sao cũng rất vui vì được gặp lại cô ở đây. Như vậy tôi sẽ có cơ hội để trả ơn cho cô rồi. Tuyết cười ngại ngùng vì biết bao nhiêu con mắt đổ dồn vào cô và Phong. Anh ấy đều tò mò hỏi cô làm sao mà quen biết được với Phong thậm chí họ còn chúc mừng cô vì nghĩ cô sẽ mở rộng được tiền đồ hơn nhờ mối quan hệ này tuyết vội vàng phủ nhận và kể lại cho mọi người câu chuyện diễn ra ở bể bơi tuyết chưa nghĩ xa xôi đến chuyện sẽ tận dụng mối quan hệ ấy để thăng tiến cô cố tình nói sang chuyện khác để mọi người thôi bàn tán kết thúc chuyến du lịch ngắn ngày ở đà nẵng tuyết nhận được cuộc gọi đến từ một số máy lạ cô hơi băn khoăn nhưng cuối cùng cũng bắt máy alo ai đấy ạ à? anh phong đây phong nào anh phong người được em cứu ở hồ bơi tuyết có hơi bất ngờ dạ em chào anh anh thực sự muốn mời em ăn một bữa mong rằng lần này em sẽ không từ chối anh tuyết lưỡng lự suy nghĩ một lúc cô thấy nếu từ chối một người đến hai lần thì quả thật cũng không hay cuối cùng cô cũng đồng ý dạ được ạ à. tốt quá rồi ngày mai anh sẽ nhắn tin địa điểm và thời gian cho em em đừng cho anh leo cây đấy nhé tất nhiên rồi ạ em nhất định sẽ đến từ ngày có gia đình tuyết hạn chế tham dự những bữa ăn riêng với nam giới dù cho họ chỉ là bạn bè bình thường với cô tuyết luôn đặt ra một giới hạn khi tiếp xúc với đàn ông nhưng phong lại là sếp của cô cô không cố ý lấy lòng anh để công việc được suôn sẻ nhưng tốt nhất cũng không thể để anh phật lòng tuyết không có lựa chọn nào khác ngoài đồng ý ngày hôm sau kết thúc giờ làm việc tuyết đến nhà hàng mà phong đã đặt trước phải nói là phong cư xử rất lịch thiệp trong lần gặp mặt riêng này hai người nói chuyện cũng khá ăn ý đó là một bữa ăn khiến tuyết không cảm thấy quá nặng nề tuyết chỉ tập trung vào người đang ngồi phía đối diện cô mà không hề quan sát xung quanh nào ngờ hôm ấy cường cũng dẫn cô bồ của anh ta đi chơi và tình cờ thay lại đúng ở ngay nhà hàng mà Tuyết đang có mặt. Khang với Tuyết, Cường đang ngoại tình nên dù đi đến bất kỳ nơi đâu, anh ta cũng ngó ngó nghiêng nghiêng, liếc ngang liếc dọc xem có vô tình gặp phải người quen ở đó không. Người mà Cường muốn tránh mặt nhất chắc chắn chính là Tuyết, nhưng nào ngờ, anh lại nhìn thấy Tuyết ở đây và điều khiến anh ta đi từ bất ngờ này đến choáng váng khác chính là Tuyết đang dùng bữa tối lãng mạn với một người đàn ông lạ mặt cường là kẻ không trung thủy ấy vậy mà khi nhìn thấy vợ đi cùng với một người đàn ông khác anh ta lại nổi máu ghen suốt buổi tối hôm đó cường hành xử khác với mọi khi và cứ nhìn chằm chằm về phía tuyết anh ta không ôm ấp không nói lời ngọt ngào với cô bồ trẻ khiến cho cô bồ của anh ta phật lòng và bỏ về trước một mình cường không đuổi theo để dỗ dành hay xin lỗi cô bồ ấy mà vẫn lặng lẽ quan sát tuyết khi bữa ăn kết thúc bầu trời bất ngờ đổ mưa to tuyết đến nhà hàng bằng xe máy với thời tiết như thế này nếu cô đi về thì cho dù có mặc áo mưa chắc chắn vẫn sẽ bị ướt nhẹt phong là bạn với chủ nhà hàng nên đã đề nghị tuyết thế này không ổn rồi em để xe máy ở đây đi anh sẽ chở em về nhà tuyết vội vàng từ chối dạ không cần đâu anh giúp em gửi xe ở đây là được rồi còn em sẽ bắt taxi về ạ bây giờ trời đang mưa to thế này em muốn bắt taxi cũng rất khó Em cứ để anh đưa em về Hay là em ngại với anh à Dạ không Nếu không phải thì không bàn cãi gì nữa Anh sẽ xuống lấy xe Em ra đứng ở trước sảnh chờ anh Phong không cho Tuyết cơ hội từ chối Rất nhanh chóng Anh đưa xe đến và ân cần đón cô vào trong xe Cường theo chân Phong từ trên nhà hàng Cho đến khi xuống đến hầm gửi xe Lúc nhìn thấy Phong chờ Tuyết Ngọn lửa ghen tuông đã bùng cháy trong lòng Cường Cường đinh ninh trong lòng rằng chắc chắn Phong và Tuyết sẽ đi nhà nghỉ với nhau. Anh bám theo chiếc xe của hai người họ. Thế nhưng chiếc xe cuối cùng lại dừng trước lối vào khu chung cư của gia đình anh. Tuyết xuống xe chào tạm biệt Phong rồi lên nhà. Phong cũng quay xe đi về ngay sau đó. Trời đang mưa nhưng Cường lái xe chẳng khác gì tốc độ của tên lửa. Anh ta đem theo cơn giận dữ trở về nhà. Cường mở cửa cách sầm khiến Tuyết giật mình. Cô đang ở trong nhà tắm tẩy trang và thay đồ, Xong xuôi tuyết ra ngoài thì thấy Cường đang ngồi trên ghế sofa. Vẻ mặt anh ta cao có, như thể có ai đó vừa cướp mắt cái gì của anh ta vậy. Tuyết định đi về phòng thì Cường bông lên tiếng. Cô vừa đi đâu về thế? Em mới đi làm về. Có thật là cô mới đi làm về không? Hay là cô mới đi làm việc gì xấu về? Anh đang muốn ám chỉ điều gì? Cô làm gì thì cô tự biết. Cô còn hỏi lại tôi nữa à? Hôm nay anh ăn nhầm gì à? Tôi bình thường, chỉ có cô là đang hành động bất thường mà thôi. Tôi hỏi cô, lúc nãy thằng nào mới chở cô về? Anh đã nhìn thấy rồi à? Chính vì vậy nên anh mới tỏ thái độ như thế này với em. Cô đừng vòng vo nữa mà mau trả lời tôi đi. Anh ta là sếp của em, anh ta có nợ em một ân tình nên mời em đi ăn. Chuyện chỉ có như thế thôi. Cô chỉ là một nhân viên nhỏ bé trong công ty thì làm được cái trò trống gì mà sếp lớn phải mời cô đi ăn riêng. Nó mời cô đi ăn chỉ là miếng mồi nhử để cô lên giường với nó thôi. À, hay là cô đã lên giường với nó từ trước đó rồi? Anh đừng có ngậm máu phun người. Trên đời này không phải ai cũng như anh đâu. Cô lại còn già mồm đổ lỗi cho tôi nữa cơ à? Cô bị tôi bắt quả tang ăn vụng ngay tại trận, nên mất mặt lắm chứ gì. Khôn hồn thì cô kết thúc với thằng đó ngay đi. Đừng để chuyện này tôi đưa đến tai của bố mẹ cô. Ngay đến đó, Tuyết không nhịn được cười, nhưng lại là nụ cười đau đớn. Cường trừng mắt nhìn cô. Cô bị điên rồi à? Anh đúng là kẻ mặt dài số một mà anh đang đe dọa sẽ nói với bố mẹ của tôi sao? Vậy bây giờ đến lượt tôi đe dọa anh nhé. Anh mà còn vu oan cho tôi thì tôi sẽ đem hết những bằng chứng mà tôi thu thập được anh ngoại tình trong mấy năm qua cho bố mẹ anh, cho đồng nghiệp của anh và cho cả bạn bè của anh nữa. Đến lúc đó thì anh sẽ không có mặt mũi gì mà nhìn mọi người nữa đâu. Cái chức phó giám đốc mà anh có được như bợ đỡ cấp trên sớm muộn cũng sẽ không cánh mà bay đấy. Mắt cường lảo đảo nhìn ngang nhìn dọc, miệng anh ta vẫn chối đầy đầy. Cô đang nói cái gì thế? Anh đừng giả vờ với tôi, đến lâu nay tôi không nói gì. Nhưng hôm nay anh lại dám lên mặt với tôi chỉ vì tôi đi ăn một bữa với sếp. Tôi phải nói cho anh biết, anh đã làm những điều tệ hại gì với tôi và với cuộc hôn nhân này. Anh có cần tôi kể rõ tên tuổi, nghề nghiệp của những cô gái mà anh đã từng chơi bời qua không? Cô gái gần đây nhất mà anh qua lại tên Phương, thư ký của anh. Tôi nói đúng chứ? Những lời tuyết thốt ra khiến cho Cường có cảm giác lạnh sống lưng. Anh cứ nghĩ anh biết cách ăn vụng nên vừa anh không phát hiện. Nào ngờ cô ấy đã nắm rõ mọi bằng chứng trong tay. Chỉ là cô ấy không nói ra mà thôi. Cường nghệt mặt đi như cái ngốc. Cường đâu thể nói thêm được gì nữa. Tuyết đưa ánh mắt chán ghét hướng về phía Cường. Sau đó cô trở về phòng. Tuyết nhắm chặt mắt và nghĩ về những chuyện xảy ra ngày hôm nay. Cô hoàn toàn trong sạch. Nhưng khi bị chồng cô nghi ngờ, cô vẫn tự trách bản thân mình như thể là cô đã làm sai. Còn với Cường, cô không ngờ Ngày cô tiết lộ ra việc cô đã biết Cường ngoại tình lại là ngày hôm nay. Cô không biết Phong suy nghĩ như thế nào về cô. Nhưng bản thân cô, tuy không còn tình cảm gì với Cường, nhưng cô vẫn là vợ của anh ta. Và chừng nào còn là vợ của anh ta thì sẽ không có chuyện cô phản bội anh ta, cho dù anh ta đã làm ra bao nhiêu chuyện xấu xa sau lưng cô. Một đêm dài với biết bao nhiêu điều biến chuyển trôi qua. Sáng mai thức dậy, Cường đã rời khỏi nhà từ sớm có lẽ anh ta cố tình tránh mặt tuyết tuyết vẫn làm những công việc bình thường mà cô vẫn hay làm lúc cô đến công ty cô lại nhận được thông báo quan trọng đó là cô sẽ cùng với sếp phong đảm nhận nhiệm vụ đi gặp gỡ công ty đối tác thành thật mà nói thì tuyết không hề thích điều đó dù đó chỉ là chuyện công việc bởi phong đã trực tiếp chọn tuyết làm việc chung với anh trong biết bao nhiêu nhân viên khác ở công ty hành động của phong rất dễ khiến cho người khác hiểu lầm và khiến cho bản thân tuyết bối rối cho rồi như vậy, Tuyết cũng không có quyền được từ chối. Cô đành phải thuận theo ý của Phong để tiếp tục công việc. Tuyết nhận được tin nhắn của Phong, cô đi xuống trước cổng văn phòng công ty thì thấy Phong đã đỗ xe ở đó. Hai người vừa trò chuyện, bàn về công việc vừa lái xe đến nhà hàng và gặp công ty đối tác. Lúc hai người đến nơi, đại diện của công ty đối tác đã có mặt. Tuyết ngớ người vài giây khi thấy một trong hai người đại diện lại là Cường. Cô không được thông báo trước công ty mà cô sẽ đến gặp mặt trao đổi công việc là ai. Phong chỉ bảo với cô rằng anh ta đã chuẩn bị kỹ lưỡng, cô chỉ cần tin tưởng anh và đến đó cùng anh. Khác với Tuyết, Cường đã biết từ trước rằng anh ta sẽ làm việc với công ty của Tuyết, anh ta chỉ không ngờ rằng Trình Tuyết lại là người được ban lãnh đạo tin tưởng cho góp mặt ở buổi gặp gỡ quan trọng này. Cường còn nhận ra người đàn ông đang đi cùng Tuyết lúc này là người mà Tuyết đã cùng dùng bữa tối tại nhà hàng hôm đó. Máu ghen trong người Cường lại bùng lên dữ dội. Thế nhưng vì công việc mà Cường phải kiềm chế. Hai bên thảo luận và đưa ra đề xuất làm việc chung rất sôi nổi. Chắc chắn, gần như đến 99% là họ sẽ ký kết hợp đồng và cùng nhau hợp tác lâu dài. Đến khi chào hỏi ra về, Cường nhanh chóng bắt tay Phong. Sau đó anh ta quay sang nhìn Tuyết và nói Bây giờ cũng đã đến giờ tan làm rồi, vợ chồng mình cùng nhau về nhà luôn vợ nhỉ? Phong ngờ ngang hỏi Cường anh đang nói chuyện với ai thế? À quên giới thiệu với anh Tuyết là vợ của tôi Phong lại đưa ánh mắt ngơ ngác nhìn sang Tuyết Thầy Tuyên không hề phản ứng lại Phong dần tin rằng đó là sự thật Phong tỏ ra tiếc nuối Tôi không ngờ Tuyết là phụ nữ đã lập gia đình Nhìn Tuyết rất trẻ trung, năng động Lại còn ít tuổi hơn tôi Nói thật tôi rất sốc Chẳng do anh sống ở nước ngoài nhiều Nên không biết Chứ ở Việt Nam phụ nữ tầm tuổi này Hầu như đã kết hôn hết rồi Chúng tôi còn có với nhau một đứa con gái xinh đẹp đã lên 6 tuổi rồi đấy. Cường vừa nói, vừa tiến lại gần tuyết và đưa tay vòng qua eo cô. Anh ta đang muốn thể hiện chủ quyền trước mặt Phong. Ngoài miệng Phong nói sốc khi biết tuyết là người phụ nữ đã có gia đình. Nhưng cảm xúc chính xác đang xâm chiếm trong lòng Phong chính là cảm giác tiếc nuối. Từ sau lần gặp ở bể bơi và sau khi biết được Tuyết là nhân viên cấp giới của mình, Phong đã nghĩ anh và Tuyết có duyên với nhau. Kể cả ngày hôm nay, anh yêu cầu Tuyết đi gặp đối tác cùng mình cũng là tạo cơ hội nhằm có nhiều thời gian bên cạnh và tìm hiểu Tuyết một cách tự nhiên nhất. Ấy vậy mà sau buổi gặp gỡ hôm đó, Phong cảm thấy như anh đã mất hoàn toàn cơ hội để có thể có được Tuyết. Từ khi ở trên tầng 3 của nhà hàng cho đến lúc xuống đến xe ô tô, Cường vẫn thể hiện điều bộ tình tứ với Tuyết. Tuyết vì không muốn làm bẽ mặt anh ta khi đang có đồng nghiệp và sếp của mình nên vẫn để yên cho anh ta được toại nguyện đến khi vào trong xe tuyết quay sang hỏi cường sao anh lại tự tiện tiết lộ mối quan hệ của chúng ta mà không bàn bạc với tôi chuyện chúng ta là vợ chồng đâu phải bí mật sao cô lại muốn tôi giấu đi à hay là cô với cái tên giám đốc đó thật sự có gì anh có thôi ngay đi không anh nghĩ tôi cũng xấu xa như anh à trong công việc tốt nhất là không nên đưa những mối quan hệ cá nhân vào vì như vậy sẽ dẫn đến những quyết định cảm tính anh lên đến trước phó giám đốc mà không hiểu điều cơ bản đó à? Tôi chỉ nói tôi với cô là vợ chồng mà cô làm ầm ý quá nhỉ? Cô yên tâm đi, dự án này cũng là dự án quan trọng của công ty tôi, tôi sẽ không làm bừa để cho chiếc ghế của mình bị lung lay đâu. Tuyết mở cửa kính ô tô và nhìn ra phía đường phố, ánh mắt cô buồn bã, đan xen cả cảm xúc tức giận khi chồng cô tự ý quyết định những chuyện quan trọng mà không thông qua ý cô. Ngày hôm đó không phải là ngày duy nhất mà Tuyết và Cường gặp nhau thông qua công việc. Tuy Phong biết Tuyết đã có chồng, nhưng quyết định chọn Tuyết cho dự án lần này đã được ban giám đốc điều hành công ty thông qua. Anh không thể tùy tiện thay đổi nhân sự và làm ảnh hưởng đến lòng tin của mọi người. Tuyết và Phong vẫn cùng nhau bàn bạc bà công việc, lên kế hoạch và gặp gỡ công ty đối tác như bình thường. Cứ mỗi khi kết thúc buổi họp, Cường lại ôm ấp thể hiện tình cảm với Tuyết và chờ Tuyết về nhà Lúc Phong quan sát Tuyết và Cường, anh thấy Cường cố tỏ ra ngọt ngào, yêu thương vợ. Nhưng mỗi lần như thế, Tuyết chẳng mấy vui vẻ. Có vẻ như là mối quan hệ của hai vợ chồng họ không được tốt. Cường cũng nhận ra điều đó, bởi anh và Tuyết vẫn chưa làm lành với nhau. Tuyết tỏ ra hở hững với anh, nhưng với Phong, Tuyết lại tươi cười và tỏ ra rất hào hứng. Cường thấy những lo lắng của anh không phải là không có cơ sở. Lửa gần rơm lâu ngày rồi cũng sẽ bén. Anh phải tách được hai người họ ra trước khi quá muộn. Nghĩ đến cách hành xử của chính mình trong những ngày gần đây, Cường chỉ tỏ ra yêu thương Tuyết khi có mặt Phong. Còn khi chỉ có cô và anh thì anh lại cọc cằn với Tuyết. Muốn Tuyết tránh xa Phong thì đầu tiên anh phải lấy lại niềm tin từ Tuyết. Nghĩ là làm. Tối hôm đó Cường trổ tài xuống bếp nấu ăn. Anh ta bày biển đủ thứ. Lúc Tuyên về nhà, Thật sự cô đã rất bất ngờ khi nhìn thấy cảnh tượng đó. Cường nhìn cô rồi cất giọng ngọt ngào. "Em về rồi à? Em mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Anh đã nấu nướng xong xuôi cả rồi đấy." Hành động của Cường hôm nay quả thật rất khác lạ so với thời gian gần đây, nhưng vì có mặt con gái ở đó nên Tuyết cũng nhẹ nhàng đáp lại. "Hai bố con đợi em một chút, em tắm rồi xuống ngay." Sau khi Tuyết tắm rửa xong, gia đình nhỏ cùng ngồi vào mâm cơm cường rất cố gắng nói chuyện để kết nối với mọi người tuyết đoán chắc chắn cường hành động như vậy là có lý do rõ ràng anh ta đang muốn làm một điều gì đó nên mới cố gắng lấy lòng hai mẹ con tuyết quả đúng như những gì tuyết dự đoán cường gọi tuyết vào phòng nói chuyện riêng ngay sau bữa ăn đó cường nhỏ nhẹ cất lời dạo này em đi làm có mệt không tuyết chỉ lạnh lùng đáp lại trước câu hỏi thăm đó của cường anh muốn nói chuyện gì thì cứ nói mau đi. Anh chỉ muốn xin lỗi mẹ con em thôi. Thời gian qua, đúng là anh đã làm nhiều chuyện có lỗi với gia đình mình, vậy mà em vẫn bao dung cho anh và chấp nhận sống cùng một người chồng tệ bạc như anh cho đến tận bây giờ. Anh đã chấm dứt hết với mấy cô gái kia rồi. Anh nói thật đấy. Đây, điện thoại của anh đây, em cứ thoải mái kiểm tra. Sao tự dưng anh lại hành động như thế này? Mục đích của anh là gì? Anh không có mục đích gì cả. Anh chỉ muốn gia đình mình hòa thuận như xưa thôi mà. Giả sử như tôi tha thứ cho anh, vậy thì anh muốn tôi làm gì tiếp theo? Cái này chỉ là suy nghĩ của riêng anh thôi nhé. Bây giờ anh đã lên đến trước phòng giám đốc. Một mình anh hoàn toàn có thể có đủ sức lo cho cả hai mẹ con em. Anh. anh không muốn em phải vất vả ra ngoài kiếm tiền. Cứ để một mình anh đi làm kiếm tiền là được rồi. Em lùi về làm nội trợ và chăm sóc con cái. Vì nó cũng bắt đầu bước vào giai đoạn học hành rất quan trọng. Cả anh và em đều bận tối mắt tối mũi sẽ rất khó để kèm cặp giúp đỡ con. Thế nên anh muốn em nghỉ việc ở công ty đó càng sớm càng tốt. Sau khi sinh con và đi làm lại, Tuyết đã cống hiến cho công ty hiện tại được gần 5 năm. Cô đã phải nỗ lực gấp đôi để vừa làm tốt công việc vừa chăm sóc con cái. Bằng chứng là năm nào cô cũng được vinh danh nhân viên xuất sắc và bé Vi thì rất ngoan ngoãn. Giờ cường lấy lý do đó ra để bắt Tuyết từ bỏ sự nghiệp tuyết không thể nào tán thành mặc dù lời cường nói cũng không hoàn toàn sai trước đây cường chưa bao giờ có ý kiến gì với việc tuyết đi làm nhưng bây giờ bỗng dưng lại nói như vậy khiến tuyết không thể nào không nghi ngờ tuyết hỏi lại cường có thật là vì những lý do này nên anh muốn tôi nghỉ việc không đúng vậy thế em còn nghĩ ra lý do nào nữa nói thật tôi không tin rằng những người đã có máu ngoại tình trong người sẽ có thể thay đổi đâu Lời hứa của anh với tôi phải dùng thời gian để chứng minh chứ không thể khiến tôi tha thứ cho anh ngay lập tức. Còn chuyện anh muốn tôi nghỉ việc, có phải vì anh không vui khi thấy tôi làm việc chung với anh Phong không? Ý đồ thật sự của Cường không thể qua mắt được Tuyết. Anh đã bị Tuyết nhìn thấu. Thấy Tuyết nhắc đến Phong, sắc mặt của Cường liền thay đổi. Tuyết lại nói tiếp. Hình như tôi nói đúng rồi thì phải. Cường quyết định sẽ chơi bài ngửa với Tuyết, anh ta lên giọng. Nói thật Nhìn tên sếp của em ấy, anh thấy không ưa một chút nào. Rõ ràng hắn ta đã biết anh là chồng em nhưng hắn ta vẫn cứ cười cười nói nói và ngồi sát cạnh em, kể cả là lúc có mặt anh. Đấy là anh đang nhịn vì công việc, nếu không anh đã cho hắn vài cái đấm rồi. Anh thừa biết là vì công việc mà anh còn ghen tuông vớ vẩn. Nếu như vì lý do đó thì tôi sẽ không bao giờ nghỉ việc đâu. Không nghỉ việc cũng được, nhưng hãy rút khỏi dự án này và tránh xa tên sếp kia, hoặc là em có thể chuyển sang công ty khác làm nếu em cần anh có thể xin cho em vào làm ở công ty anh làm chung một công ty với nhau mà anh bảo tôi tránh mặt sếp thì tôi tránh mặt kiểu gì anh vô lý nó vừa vừa thôi chứ tôi cố gắng rất nhiều mới có được ngày hôm nay thế nên anh đừng ra lệnh cho tôi phải làm này làm nọ để thỏa mãn tính cách quái gở của anh tôi nói đến như thế rồi mà cô vẫn lì lợm nhỉ hay là cô cũng có cảm tình với thằng đó rồi anh muốn nghĩ thế nào thì nghĩ tôi có giải thích nữa thì anh cũng như vậy thôi cường tức giận vì không thuyết phục được tuyết anh ta lại càng nghi ngờ hơn về mối quan hệ của tuyết và phong những lần gặp mặt sau đó tuyết vẫn giữ thái độ thân thiện vui vẻ với phong còn với cường cô ngày càng tỏ ra lạnh nhạt hơn hai vợ chồng ngày càng xa cách còn phong thì lại có thêm hy vọng anh ta cảm thấy như mình có thêm cơ hội để tiến gần lại với tuyết phong vẫn còn tình cảm với tuyết đặc biệt là việc họ gặp nhau hàng ngày khiến phong khó quên đi tuyết hơn đắn đo mấy ngày Cuối cùng Phong đã gọi điện rủ Tuyết đi ăn riêng. Thế nhưng Tuyết đã thẳng thường từ chối. Ngoài công việc, Tuyết nghĩ cô nên hạn chế gặp gỡ Phong. Không phải vì cô sợ cường mà bản thân cô luôn có những nguyên tắc riêng. Tan làm, Tuyết về thẳng nhà và nấu ăn, kèm cặp cho vi học chữ. Còn Phong, anh ta cứ đinh ninh rằng Tuyết sẽ đồng ý gặp mặt anh ta. Anh ta thậm chí còn đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng, nhưng cuối cùng đã bị Tuyết từ chối Phong không đến nhà hàng và cũng không về nhà, anh ta đi thẳng đến quán rượu và uống một mình cho đến khi say khướt. Phong đã không còn đủ tỉnh táo, anh ta phóng thẳng xe đến nhà của Tuyết và gọi điện cho Tuyết. Lúc ấy đã gần 12 giờ đêm, Tuyết đang ngủ say thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại. Cô còn tưởng mình đã nhìn nhầm khi số điện thoại của Phong hiện lên trên màn hình. Tuyết băn khoăn một lúc rồi cũng bắt máy. "Alo, anh Phong à, anh gọi cho em giờ này có chuyện gì đấy?" Tuyết, Tuyết ơi, anh sắp đến nhà em rồi. Chỉ qua vài câu nói ngắn ngủi, Tuyết biết được Phong đang say, cô còn nghe thấy tiếng xe chạy náo loạn. Tuyết lo lắng hỏi, "Anh đang lái xe à?" "Đúng thế." "Sao anh uống say mà còn lái xe? Lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao? Bây giờ anh đang ở đâu?" "Anh, anh đang gần đến nhà em rồi. Anh vào đến cổng khu chung cư rồi. Em xuống gặp anh một chút được không?" Phong đã đặt Tuyết vào tình huống khó xử khi mà anh đến tận nhà tìm cô. Nếu như Phong còn tỉnh táo, chắc chắn Tuyết sẽ không xuống gặp anh, nhưng vì anh đang say xỉn, Tuyết không thể bỏ mặc Phong vì sợ anh ta có thể xảy ra tai nạn. Tuyết liền trả lời Phong: "Thôi được rồi, anh ở yên đó, em sẽ xuống ngay." Tuyết không để ý đến Cường đang nằm bên cạnh cô mà cứ thế đi xuống gặp Phong. Cường đã nghe thấy cô nói chuyện điện thoại với Phong, anh ta cũng ngay lập tức đi theo Tuyết xuống tới nơi. Tuyết ngao ngán khi nhìn Phong đang ngồi sụp giữa lối vào chung cư. Phòng đang say xỉn nên bác bảo vệ đã chắn anh lại và không cho anh vào trong. Tuyết nhờ bác bảo vệ liên lạc với một người nào đó có thể lái xe đưa Phong về nhà. Sau đó cô đến đỡ Phong đứng dậy. Phong nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng em cũng đã chịu gặp anh rồi nhỉ? Sao anh lại làm thế này? Nếu có công việc gì thì anh có thể đợi ngày mai đến công ty rồi nói mới phải chứ? Anh không phải đến đây tìm em vì công việc. Anh thích em, anh muốn được hẹn hò với em. Anh đang nói lung tung cái gì thế? Em là người đã có gia đình rồi. Nhưng em và chồng em không hạnh phúc, có đúng không? Tuyết khựng lại mấy nhịp vì câu hỏi đó, nhưng sau đó, Tuyết vẫn cố gắng bình tĩnh. Vợ chồng em đang rất hạnh phúc, anh hiểu lầm rồi. Em đừng nói dối anh, anh đã để ý từ rất lâu, hai người rất gượng gạo khi ở cạnh nhau. Cho dù có như vậy thì em cũng sẽ không làm chuyện gì trái với đạo đức, em sẽ coi như chưa nghe thấy gì cả. Em đã gọi được tài xế cho anh rồi, khoảng 5 phút nữa chú ấy sẽ đến đây chở anh về. Tuyết Định dìu Phong vào xe rồi trở về nhà thì Phong bất ngờ ôm chầm lấy cô và không chịu thả cô ra. Ngay lập tức Cường không giữ được bình tĩnh, anh ta lao ra đẩy ngã hai người họ. Cường lao vào đánh Phong liên tục mấy cái. Phong vì đang say nên không chống trả được. Cả Tuyết và bác bảo vệ phải lao vào, can ngăn cường. Tuyết hét lên. Anh bị điên à? Sao anh lại đánh người ta như thế? Tổ điền cũng chưa điên bằng cô và thằng này. Sao cô dám đưa trai về nhà hả? Cô không coi tôi ra gì nữa à? Vậy mà cô cứ luôn tỏ ra là bản thân mình cao thượng và chối đây đẩy chuyện cô ngoại tình. Anh thử hỏi bác bảo vệ ở đây xem có đúng là tôi đã ngoại tình không? Anh Phong không đủ tỉnh táo nên mới đến đây. Tôi sợ anh ấy lái xe say xỉn, sẽ rất nguy hiểm. Nên phải xuống đây để gọi người đưa anh ấy về nhà an toàn. Tất nhiên, có mặt người ngoài ở đây, cô phải chối bỏ chuyện của cô và tên này chứ. Còn khi chỉ có hai người, ai biết được cô và hắn ta đã làm những chuyện quái quỷ gì? Tuyết và bác bảo vệ ngăn Cường mãi không được. Bác bảo vệ phải đe dọa sẽ gọi công an đến làm việc thì Cường mới chịu bỏ ra. Ánh mắt Cường như muốn ăn tươi, nuốt sống phòng. Tuyết nhờ chú tài xế chở Phong đến bệnh viện ngay lập tức. Nếu không, thật sự có thể sẽ xảy ra án mạng. Cường giận dữ trở về nhà. Tuyết cũng đi theo anh ta, khi cánh cửa căn chung cư vừa đóng sầm, Cường quay lại bóp cổ Tuyết. Tuyết cố vùng vẫy một lúc lâu nhưng vô vọng. Đến khi cô chuẩn bị ngất lịm thì anh ta mới buông tay ra khỏi người cô. Tuyết ngồi sụp xuống nền nhà và thoi thóp tìm lại nhịp thở. Tuyết gào lên. Sao anh không giết tôi luôn đi? Cô im mồm, cô đừng tưởng tôi không dám. Anh điên thật rồi, anh đánh anh Phong còn chưa đủ, còn bóp cổ tôi. Tội của anh đủ để đi tù rồi đấy. Cô có giỏi thì kiện tôi đi, để xem có đứa nào dám tống tôi vào tù không? Lời tôi nói anh không tin. Anh thậm chí còn chẳng cho tôi có cơ hội giải thích xem mọi chuyện như thế nào mà đắt thượng cẳng chân hạ cẳng tay. Anh có phải là con người không? Với cái loại như cô, tôi chẳng việc gì phải nể nà. Nếu như anh đã nói như vậy thì tôi cũng chiều theo ý anh. Chúng ta ly hôn đi. Ai cho cô cái quyền được quyết định ly hôn? Nếu có ly hôn thì tôi mới là người được đòi ly hôn chứ không phải là cô. Có chấp nhận được hay không thì đó cũng là việc của anh chứ không phải là việc của tôi. Tôi đã thông báo với anh rồi đấy. Anh hãy chuẩn bị đi. Tuyết đã cạn kiệt cả tinh thần lẫn sức lực sau khi cố can ngăn Cường và đôi co với Cường. Cô gắng gượng đứng dậy và đi vào phòng con gái. Tuyết cứ tưởng Vi đã ngủ say và không hay biết gì. Nhưng khi cô vừa mở cửa ra thì thấy Vi đang ngồi bên cạnh cánh cửa. Nước mặt nước mũi con bé chảy như mưa. Ấy vậy mà con bé chẳng dám hé răng khóc mà đang cố bịt miệng lại để không phát ra tiếng động. Tuyết ôm lấy con rồi nước nở. "Mẹ, mẹ xin lỗi con, bố mẹ vô tâm quá đã khiến con đau lòng rồi. Có phải con khóc vì nghe nói mẹ và bố sẽ ly hôn không?" "Không ạ, à, con khóc vì bố đánh mẹ. Con thương mẹ lắm." Nghe vì nói vậy, Tuyết lại càng ôm chặt lấy Vi hơn. Con gái cô mới 6 tuổi, nhưng ở con bé luôn toát ra một dáng vẻ trưởng thành hơn những đứa trẻ cùng trang lứa. Chưa bao giờ con bé than vãn chuyện học hành mệt nhọc hay muốn xin đi chơi xa vì biết bố mẹ bận biểu. Vì cũng biết được mối quan hệ của bố mẹ không tốt khi Tuyết hay sang phòng ngủ chung với nó. Tuyết cứ nghĩ cô tiếp tục duy trì cuộc hôn nhân này là vì Vi. Nhưng trong giây phút này cô đã phải nghĩ lại liệu cô có đang làm đúng hay không. Khi cô nói cô muốn ly hôn với Cường, một nửa trong đó là sự thật và một nửa là sự nóng giận tức thời thế nhưng để con gái phải cố khóc trong im lặng thì cô đã hoàn toàn sai mối quan hệ giữa cô và cường hoàn toàn đã không thể cứu vãn khi mà lý do duy nhất để cô cố gắng chính là vì tương lai của con cũng đã biến mất cô vẫn còn nhớ lời ánh tưởng nói cô hoàn toàn đủ sức để nuôi dạy vi thật tốt mà không cần đến cường cái cô thiếu chỉ là sự tự tin và bây giờ cô đã đủ tự tin để rời khỏi kẻ tệ hại như cường buổi đêm hôm ấy tuyết cố gắng giải thích cho vi hiểu về quyết định sắp tới của cô khi đã du được vi ngủ thì tuyết vẫn còn thức cho đến khi mặt trời gần ló dạng cô mới trở mắt được một chút buổi sáng hôm đó mới thật nặng nề tuyết vẫn cố gắng làm mọi việc một cách bình thường cô cùng vi ăn sáng rồi sau đó cô chở vi đến trường học còn cô đến nơi làm việc tuyết gọi điện cho phong để hỏi thăm tình hình của anh nhưng anh không nghe máy cô đi thẳng lên phòng anh thì nghe thư ký của anh nói hôm nay anh không đi làm do bị ốm tuyết lại lóc cóc quay trở về phòng tuyết muốn trực tiếp nói lời xin lỗi với phong và từ chối tình cảm của anh nhưng vẫn chưa có cơ hội cô là con người ngay thẳng cô không thể tiếp tục làm việc một cách bình thường ở công ty nếu chưa giải thích rõ với phong tuyết gọi điện thoại cho bác bảo vệ để hỏi xem hôm qua tài xế đã chở phong đến đâu cô biết được phong vẫn đang ở bệnh viện điều trị cô bèn xin nghỉ buổi chiều và đến gặp phong đứng trước cửa phòng bệnh tuyết ngập ngừng một lúc rồi mới ra bước vào nhìn thấy phong đang băng bó mấy vết ở mặt tuyết xấu hổ cúi mặt xuống đất còn phong thì vẫn tỏ ra thản nhiên em đến thăm anh đấy à em đến đây để xin lỗi anh em muốn anh bỏ qua cho chồng em sao không ạ, à, anh ta đã làm sai. Nếu anh muốn kiện cáo với anh ta thì anh cứ việc thẳng tay mà làm. Em không có ý định cầu xin cho anh ta. Nhưng còn chuyện anh nói anh có tình cảm với em. Em thấy như vậy là không đúng đâu. Có những giới hạn luôn luôn cần được giữ gìn và không bao giờ được phép vượt qua. Em mong anh sẽ không khiến em phải khó xử. Dù sao chúng ta cũng làm việc chung về lâu dài nhạ. Anh xin lỗi là anh đã suy nghĩ không thấu đáo. Anh đã gây phiền phức cho em rồi. Chắc hôm qua chồng em đã hiểu lầm em đúng không? Tuyết chỉ cười trừ trước câu hỏi đó của Phong. Phong vì tò mò nên đã hỏi tiếp. Đừng nói anh ta đã ra tay đánh em đấy nhé. Anh đã can thiệp vào mối quan hệ của hai người nên anh đáng bị đánh. Còn em không hề làm gì sai cả. Anh ta không thể làm thế với em được. Anh sẽ đi gặp anh ta và giải thích tất cả mọi chuyện. Anh đừng làm như vậy. Chuyện của em em sẽ tự giải quyết. Em chỉ mong anh và em có thể giữ đúng mức mối quan hệ giữa sếp và nhân viên thôi ạ. À. Sau khi nói xong những điều cần nói Tuyết nhanh chóng về nhà, những thứ cần chuẩn bị, những thứ cần đóng gói, cô đều đã hoàn thành. Cô và Vi cùng nhau chuyển đến một nơi ở mới. Cái duy nhất mà Tuyết để lại trong ngôi nhà đó chính là tờ đơn ly hôn. Cô muốn nhanh chóng chấm dứt hết tất cả mọi chuyện để bắt đầu lại từ đầu. Sau khi Tuyết và Vi rời đi, Cường tan làm về nhà, nhưng trong nhà chỉ toàn là bóng tối. Anh có bật điện lên thì cái sự lạnh lẽo vẫn bao trùm lấy anh. Nhìn thấy tờ đơn ly hôn mà Tuyết để lại Cường giận dữ xé ngay lập tức Cường gọi điện thoại cho Tuyết Anh ta hét lên như kẻ điên Ai cho phép cô đi ra khỏi nhà Cô dám qua mặt tôi à Tối qua tôi đã nói với anh Là tôi không thể chung sống với anh nữa ly hôn là giải pháp duy nhất Tài sản thì cứ chia đôi Miễn anh nhường quyền nuôi con cho tôi Thì tôi và anh có thể ly hôn nhẹ nhàng Nếu tôi nói không muốn thì sao Vậy thì tôi và anh sẽ phải đối đầu với nhau ở trên tòa. Tôi có bằng chứng anh ngoại tình, lại có cả bằng chứng anh đánh tôi. Nếu như ra tòa, anh sẽ càng gặp bất lợi hơn, nhưng anh thích thì cứ việc. Cô đừng có mà đổ hết mọi tội lỗi lên đầu tôi, cô cũng ngoại tình, cô cũng là nguyên nhân khiến cho cái gia đình này tan nát đấy. Anh đừng có mà ngậm máu phun người, nếu anh muốn chứng minh rằng tôi ngoại tình thì anh cứ tìm bằng chứng đi rồi đưa ra trước tòa. Nhưng với những việc tôi không làm thì anh có tìm mãi cũng chẳng có đâu. Tôi cho cô một cơ hội nếu bây giờ cô ngoan ngoãn trở về thì tôi sẽ bỏ qua tất cả mọi chuyện, còn nếu như cô cứ kiên quyết đòi ly hôn thì tôi sẽ khiến cho cô phải mất tất cả đấy. anh mạnh miệng quá nhỉ? để xem anh làm được những gì. chúng ta cứ gặp nhau ở tòa đi. với tính cách của cường, tuyết cũng đã đoán trước được rằng cường sẽ không dễ dàng buông thai cho cô. nhưng điều tệ hơn là anh ta vẫn nghĩ rằng tuyết cũng là kẻ không tôn trọng người bạn đời của mình giống như anh ta. trước đây tuyết chưa từng nghĩ đến việc ly hôn nhưng những bằng chứng cường ngoại tình cô vẫn còn giữ nguyên trong tay cộng thêm đoạn video từ camera trong nhà khi cường bóc cổ cô, Từng đó đủ để cô tự tin rằng cô sẽ thắng cường. Những ngày mẹ con tuyết không còn ở nhà, cường vừa thấy cô đơn vừa đan xen cả cảm giác tức giận. Anh ta thuê người theo dõi tuyết để tìm bằng chứng tuyết ngoại tình nhưng vô tác dụng. Hàng ngày tuyết chỉ đến công ty rồi lại về nhà cùng với vi thỉnh thoảng nếu cô có đi ra ngoài thì cũng chỉ đi sang nhà bố mẹ cô hoặc đi gặp cô bạn thân cường vẫn không tin tuyết trong sạch anh ta lại cho người theo dõi cả phong nhưng kết quả đều không tìm được điều gì bất thường từ hai người họ vì không tìm được bằng chứng tuyết ngoại tình nên cường càng muốn kéo dài thời gian trước khi tòa xét xử còn tuyết thì lại mong mau chóng thoát khỏi sự ràng buộc trong cuộc hôn nhân với cường Tuyết phải tận dụng những mối quan hệ thân thiết để đẩy nhanh tiến độ giải quyết vụ ly hôn giữa cô và Cường. Cuối cùng sau 4 tháng, họ cũng đã bước vào những phiên xét xử đầu tiên để ly hôn. Mọi thứ đều diễn ra khá suôn sẻ. Trong khi Tuyết có đầy đủ bằng chứng chống lại Cường, thì Cường lại không có bất cứ cái gì trong tay. Kết thúc hai phiên tòa đầu tiên thì lợi thế đã hoàn toàn thuộc về Tuyết. Tuyết nắm tay bé Vi định rời tòa án khi nghe tiếng gọi của bà Mẫn tuyết ơi con đứng lại nói chuyện với mẹ một chút cô quay đầu lại và nhìn bà mận với ánh mắt xót xa bà mận là người mẹ chồng tốt bà đã giúp đỡ cô rất nhiều để cô có thể tiếp tục làm việc khi có con nhỏ cách bà đối xử với cô khác xa với tường tuyết vẫn lễ phép đứng lại chào hỏi bà dạ con chào mẹ cải vi ôm chầm lấy bà mận bà rơi nước mắt rồi nhìn tuyết con không thể nghĩ lại chuyện ly hôn sao mẹ biết thằng cường sai nhưng hai đứa đã có với nhau một đứa con rồi còn có thể vì vi mà tiếp tục không à tuyết mẹ ơi trước đây con cũng đã từng có suy nghĩ đó nhưng mà bây giờ con thấy làm vậy là không đúng mẹ ạ nếu con và anh cường không thể sống hạnh phúc cùng với nhau thì cái vi cũng không thể sống hạnh phúc được con sẽ nuôi dạy vi thật tốt thỉnh thoảng con sẽ đưa vi sang chơi với mẹ đó là điều tốt nhất con có thể làm con xin lỗi mẹ Tuyết cũng đã rơm rớm nước mắt khi đối diện với bà Mận. Thế nhưng, cô vẫn cố giữ đúng ý định của mình và không để bà làm lung lay, vì suy cho cùng, nếu cô chọn ở lại thì người mà cô sẽ sống chung cả đời là Cường chứ không phải là bà Mận. Cho dù bà có tốt đến đâu, cô cũng không thể bỏ qua cho con trai bà. Đến ngày dự phiên tòa cuối cùng, Tuyết nhận về chiến thắng, cô giành được quyền nuôi con và được chia nhiều tài sản hơn. Cô đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô biết đó không phải là lần cuối cùng cô và Cường gặp nhau. Giữa cô và chồng cũ còn có Vi. Cô chủ động đến bắt chuyện với Cường. Khi nào anh muốn gặp con bé thì hãy gọi điện trước cho tôi một ngày. Tôi sẽ sắp xếp thời gian để dẫn con bé tới gặp anh. Cường cười nhạt một cái rồi rời đi mà chẳng thèm đáp lại Tuyết. Nhìn thái độ của anh ta, Tuyết không biết anh ta đang nghĩ gì. Dù sao quá khứ cũng chỉ là quá khứ. Con người ta phải sống cho hiện tại tuyết đã được tự do điều cô muốn làm ngay bây giờ là ăn mừng với ánh cô gọi điện cho ánh hai người tổ chức bữa tiệc ngay tại nhà ánh hét lên sung sướng chúc mừng mày đã được tự do cảm ơn mày đáng lẽ mày nên nghe lời tao từ sớm có phải tốt hơn không bây giờ cũng vẫn chưa muộn mà tao sẽ sống hết mình chứ không lưỡng lự như lúc trước nữa tao rất kỳ vọng vào những lời mày nói đấy nhé nào cạn ly Hai người say sưa uống với nhau đến tận nửa đêm. Trong khi tuyết đã tránh choáng say thì anh vẫn còn khá tỉnh táo. Anh đi vào trong bếp nấu thêm bát mì tôm ăn tám. Tuyết thì nằm gục ngay trên ghế sofa. Giờ này hàng xóm xung quanh đều đã ngủ hết, nhưng ở phía bên ngoài có tiếng lọc cọc phát ra. Tuyết nửa tỉnh nửa say nên cô cứ tưởng là cô đã nghe nhầm. Còn anh thì đang ở trong bếp và không để ý đến âm thanh đó. Hóa ra tuyết không hề nghe nhầm. Ở bên ngoài cánh cửa là Cường. Anh ta đã từng thuê người theo dõi hai mẹ con Tuyết và thậm chí biết mật khẩu nhà của cô. Anh ta tức giận vì thua cô trên tòa nên tìm đến cô để trả thù. Cường lúc này đã không còn tỉnh táo. Một phần vì men rượu và một phần vì tính cách nóng nảy của anh. Cường xông vào nhà như một kẻ điên. Nhìn thấy Tuyết đang nằm trên ghế. Cường lao tới và bế thóc cô lên. Đôi mắt Tuyết đã trở nên mờ ảo. Nhưng cô vẫn nhìn thấy Cường. Tuyết giật mình hét lên sao anh lại ở đây tôi đến đây để dạy cho cô một bài học cô tưởng ly hôn là xong à không hề tôi sẽ bắt cô trả giá vì đã dám lên mặt với tôi cường cố bịt miệng tuyết lại và định bắt cóc tuyết đi anh ta cứ tưởng ở trong nhà chỉ có hai mẹ con tuyết nhưng thật không may cho cường là còn có ánh ở bên trong ánh định xông ra và ngăn cản cường nhưng cô nghĩ lại cho dù cường có đang say thì sức đàn bà yếu ớt như cô cũng không thể thắng được anh ta Ánh trốn vào một góc gọi điện cho công an, sau đó mới chạy ra can ngăn cường, nhằm kéo thêm thời gian trước khi công an đến. Hai người phụ nữ yêu ớt cố gắng chống lại kẻ vũ phu, điên khùng như cường. Anh ta đã thẳng tay đánh đập cả hai người, còn bé Vi thì khóc ré lên ở trong phòng. Đến khi Cường không chế được cả tuyết và ánh thì vừa may lực lượng công an đã đến kịp thời. Cường bị còng tay đưa lên phường làm việc. Cả ánh tuyết và cái vi như vừa thoát khỏi cửa tử ba người ôm lấy nhau và khóc ỏa lên ánh an ủi hai mẹ con tuyết không sao rồi mọi chuyện đã ổn cả rồi may mà có mày ở đây nếu không tao chẳng biết làm thế nào lão cường đó mất hết nhân tính rồi mày đừng nhân nhượng với nó tranh thủ đợt này mày hãy cho lão ấy đền tội luôn đi tuyết cố bình tĩnh lại và suy nghĩ đến những lời ánh nói có lẽ cường đã thật sự mất hết nhân tính sang sáng ngày hôm sau cả ba người được gọi lên công an làm việc nhìn thái độ của cường tuyết biết rằng anh ta sẽ khó thay đổi nếu như tuyết dễ dàng tha thứ cho anh ta rồi cô và cả những người xung quanh cô sẽ bị cường làm hại tuyết quyết định không nhân nhượng không hòa giải mà để cường phải đền tội do những gì anh ta gây ra người mà tuyết cảm thấy khó đối diện nhất khi đưa ra quyết định đó là bà mận nhưng bây giờ bà cũng chẳng còn có lý do gì để bao biện cho con trai khi anh ta đã hành động như một kẻ thối nát như vậy Bà Mận không hề cố gắng van xin cho Cường. Cường phải chịu 3 năm tù giam và bị cấm đến gần mẹ con Tuyết kể cả khi đã ra tù. Đó là hình phạt thích đáng mà Cường phải nhận. Nhờ vậy Tuyết mới có thể yên tâm bắt đầu lại cuộc sống của mình. Có những thứ thay đổi, nhưng có những thứ vẫn luôn lặp lại. Đó chính là vòng tuần hoàn của thời gian. Một mùa hè nữa lại tới sau một năm Tuyết quay về với cuộc sống tự do. Cô có nhiều thời gian hơn và sống thoải mái hơn. Cô vẫn đạt được thành công trong công việc và được thăng chức lên làm trưởng phòng. Còn con gái cô vẫn sống tốt dù không có bố nó bên cạnh. Bởi nó nhận được tình yêu thương đầy đủ từ mẹ và từ ông bà. Mỗi cuối tuần, hai mẹ con lại cùng nhau về thăm ông bà ngoại và bà nội của Vi. Vi hiểu chuyện và tinh tế. Nó biết bà Mận dù không thể hiện ra bên ngoài, nhưng trong lòng bà rất buồn khi cậu con trai đang ngồi tù mỗi lần đến nhà bà mận thì vi lại thường xuyên dành thời gian trò chuyện và bày tỏ tình cảm với bà hôm nay tâm trạng bà mận có vẻ khác hơn tuyết hỏi bà bà không ngần ngại giấu diếm mà kể với cô mấy hôm trước mẹ mới vào trại thăm thằng cường các chủ công an ở đó nói nó đang cải tạo rất tốt nếu cứ như vậy thì khả năng cao nó sẽ được giảm án nhìn đôi mắt nó bây giờ đã không còn sự thù địch như trước đây mẹ cũng thấy mừng lắm con thì sao con còn hận thằng cường không nói thật với mẹ con vẫn còn ám ảnh những chuyện anh ấy đã làm nhưng nếu anh ấy có thể thay đổi được thì con cũng mừng cho anh ấy còn sau này nếu như anh ấy ra tù và không còn hành động như trước kia con sẽ cho anh ấy cơ hội được gặp cái vi tất cả đều phụ thuộc vào thái độ và hành động của anh ấy thôi mẹ ạ bà mần nắm lấy tay tuyết cảm ơn con lần sau đi thăm nó mẹ sẽ chuyển lời của con đến nó Chắc chắn là nó vui lắm con ạ. À. Trong ánh mắt bà Mận, ánh lên tia hy vọng về ngày đoàn tụ với con trai. Tuyên đã làm mẹ được gần 7 năm, cô hiểu rõ tấm lòng của người làm mẹ như bà Mận. Dù con trai có sai lầm đến đâu thì bà vẫn luôn kỳ vọng Cường có thể thay đổi và trở về. Quý vị và các bạn thân mến, Cường là người đã có rất nhiều thứ trong tay, nhưng cũng chính anh ta đã tự mình đánh mất tất cả. Tuyết lại khác với Cường, cô đang trên hành trình đi tìm lại những gì mà bản thân cô từng có việc mạnh mẽ kết thúc cuộc hôn nhân không hạnh phúc với cường đã giúp cô dần dần tìm lại từng thứ một trong đó là cái tôi mạnh mẽ quyết đoán và tự tin của những năm tháng tuổi trẻ câu chuyện này giống như tiếp thêm một nguồn động lực cho những ai đang ở trong hoàn cảnh giống như nhân vật tuyết hãy mạnh mẽ hãy quyết đoán và hãy tin vào bản thân mình để có cuộc sống tốt đẹp hơn ý nghĩa hơn Cảm ơn quý vị đã lắng nghe trọn vẹn bộ truyện vừa rồi của chúng tôi. Quý vị hãy cho chúng tôi biết cảm nhận của mình bằng cách bình luận ở cuối video quý vị nhé. Đừng quên ấn like, đăng ký kênh và ấn vào quả chuông thông báo để không bỏ lỡ những bộ truyện mới nhất sẽ được chúng tôi cho ra mắt liên tục trong thời gian tới. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bộ truyện tiếp theo. Cua lại vợ cũ Màn đêm dần dần buông xuống, những cơn gió lạnh khẽ thổi khiến tôi rùng mình. Vừa tan làm tại tiệm tạp hóa, tôi cầm theo một cốc cà phê nóng trên tay, hòa vào dòng người đang nhộn nhịp. Tôi thoáng thở dài. Công việc thứ ba tôi đã làm trong hôm nay. Ngồi trên hàng ghế dài chờ xe buýt, tôi lại miên man nhớ đến những ngày trước. Tôi tên là Tuyết, năm nay đã 28 tuổi, đã từng có một đời chồng. Năm đó, tôi và Kiên yêu nhau qua cuộc gặp gỡ từ bạn bè kiên đang học ngành y tại một trường có tiếng trong thành phố còn tôi là cô sinh viên năm nhất ngành y là niềm đam mê từ bé của tôi tôi đã cố gắng học hành một cách liều mạng mới có thể đỗ được chuyên ngành mình yêu thích yêu được ba năm thì anh cầu hôn tôi tôi đồng ý thế là chúng tôi về sống chung cùng một nhà cứ nghĩ cuộc sống sẽ viên mãn đến già nhưng bao nhiêu sóng gió ập đến với gia đình nhỏ của tôi người ta thường nói Hôn nhân chính là nấm mồ chôn hạnh phúc. Một người làm việc liều mạng, còn một người vô tâm thì sẽ không bao giờ có thể hạnh phúc được. Lấy nhau được một năm, thì anh nói muốn học lên tiến sĩ cần một khoản tiền lớn. Tôi đã đi vay mượn và cật lực làm việc để nuôi gia đình đến mức sảy thai. Tôi im lặng không dám kể cho anh nghe. Đến khi anh hoàn thành luận án tốt nghiệp tiến sĩ và làm trong bệnh viện lớn, tôi nghĩ có lẽ cuộc sống của tôi đã khác. Nhưng hôm đó anh lại về thủ thỉ bên tai tôi rằng anh muốn học lên thạc sĩ em ạ à? em có thể mượn giúp anh ít tiền nữa không sau này anh trở thành bác sĩ giỏi thì chúng ta sẽ cùng trả hết được nợ nhưng tôi ngập ngừng nói em không tin vào anh à anh nói với giọng đầy thất vọng không phải em không tin nhưng tôi im lặng anh cũng im lặng bước vào phòng sách tôi đành cắn răng vay mượn gia đình và bạn bè để anh học lên nghĩ mọi chuyện đã xong, nhưng hôm đó, tôi đang đi làm phục vụ trong nhà hàng, đó là công việc làm thêm thấy ổn định nhất đối với tôi. Công việc nhẹ nhàng không có gì, chỉ cần mở cửa ra vào cho khách hàng. Thấy khách đến, tôi cúi chào một cách lễ phép. Đến khi ngước mắt lên thì bóng dáng quen thuộc, đó là anh, nhưng giờ đây anh lại đi cùng với một cô gái xinh đẹp. Cô gái đó khác xa đối với tôi. Nhìn cách kiên ân cần với cô gái đó, tôi lại nhớ đến những tháng ngày chúng tôi yêu nhau. Nước mắt tôi như muốn chảy ra, nhưng tôi cố gắng không để những giọt nước mắt đó rơi. Tối hôm đó, tôi đi làm về thì Kiên vẫn chưa về, ngồi trong nhà, nhìn xung quanh những đồ dùng, những vật trang trí mà tôi đã chăm chút từng tí một. Bao nhiêu cảm xúc bấy lâu nay, tôi chịu đựng bỗng dâng trào lên. Tôi lặng lẽ ngồi nhìn mọi thứ đến khi thấy Kiên về. Thấy tôi ngồi ở ghế sofa trong phòng khách, anh cũng không nói gì đi thẳng vào phòng. Nhìn anh như vậy, tôi muốn đứng dậy, chạy lại và hỏi anh, tại sao lại đi cùng một cô gái đó? Tại sao anh lại cười vui vẻ như vậy? Nhưng tôi không biết nên bắt đầu từ đâu. Cổ họng của tôi như nghẹt lại không phát ra lời. Anh cũng không quan tâm đến tâm trạng lúc đó của tôi. Tôi thất vọng đến cùng cực. Ngồi suy nghĩ cả đêm, không biết mình sẽ sống như thế nào đây. Rồi tôi đưa ra quyết định của mình. Sáng hôm sau, tôi đưa anh đơn ly hôn và nói. Chúng ta kết thúc thôi. Anh nhìn tôi rồi cầm đơn ly hôn lên Trên gương mặt anh thoáng chốc ngạc nhiên Anh nói Em làm gì khùng điên vậy Tôi không nói gì Chỉ lặng lẽ vào phòng Anh nhìn tôi rồi buông những lời nói Khiến tôi không nghĩ anh có thể nói như vậy Em chê tôi nghèo hay sao mà lại muốn ly hôn Em quay lại nói chuyện cho đàng hoàng đi Tôi im lặng Nếu như chê anh nghèo Thì tôi đã không đồng ý lời cầu hôn của anh Nếu chê anh nghèo thì tôi đã không liều mạng làm việc để giờ đây nhận lại những lời nói cay nghiệt đó. Kiên thấy tôi như vậy, anh lập tức đứng dậy cầm cặp sách đi ra ngoài. Tôi chỉ nghe thấy tiếng rầm và không gian trở nên yên tĩnh đến đáng sợ. Tôi ôm mặt khóc, những giọt nước mắt tủi hờn, đau khổ cứ thế tuôn rơi trên gương mặt nhỏ nhắn của tôi. Quay về với thực tại, giờ đây tôi đã trả hết nợ khi chúng tôi lấy nhau. Tôi cũng đã chuyển đến thành phố khác sinh sống để thoát khỏi quá khứ về anh. Nhưng ông trời thật biết sắp đặt. Hôm nay tôi thức dậy rất sớm, mặc cho mình một chiếc áo sơ mi trắng, soi mình trong gương, tôi lại nhìn thấy cô gái 18 tuổi đầy nhiệt huyết. Hôm nay là một ngày hết sức quan trọng với tôi. Hôm nay tôi có cuộc phỏng vấn để làm bác sĩ. Cái ngày này tôi đã chờ từ rất lâu rồi, không phải vì anh thì tôi có lẽ đã là một bác sĩ nhi từ lâu rồi. Tôi bắt chiếc taxi để đến bệnh viện lớn trong thành phố nhanh nhất. Ngồi trên xe hít lấy bầu không khí trong lành buổi sáng, khiến tôi cảm thấy mọi việc đã bắt đầu thuận buồm với tôi. Tôi đứng trước cửa phòng trưởng khoa gõ cửa, một giọng nói của người phụ nữ nhẹ nhàng vang lên. Vào đi. Tôi nhẹ nhàng mở cánh cửa, một người phụ nữ tầm 40 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế làm việc. Cô ấy đang cúi viết những bản báo cáo trên bàn làm việc của mình. Tôi nhẹ nhàng lễ phép nói. xạ em chào chị, em đến phỏng vấn ạ. À? Ừ, cô ngồi đi, Tôi ngồi xuống và đưa sơ yếu lý lịch của mình cho người phụ nữ. Tôi để ý trên ngực của cô ấy có bảng tên Nguyễn Khánh Linh. Cô ấy nhìn vào hồ sơ của tôi và nói: "Sao em tốt nghiệp 4 năm rồi mới đi làm vậy?" Dạ em lấy chồng ạ, nhưng giờ em độc thân rồi chị ạ." Tôi nhẹ nhàng nói. "Ừ, hồ sơ của em được đấy. Em đã nắm rõ về bệnh viện này chưa?" Dạ rồi ạ." "Ừ, vậy mai em đi làm nhé. Chị tên là Linh." Dạ chị Linh Tôi đứng dậy xin phép ra về Vừa đóng cánh cửa tôi đã nhảy lên vui mừng Vậy là tôi đã có thể thực hiện đam mê của mình một lần nữa Đang đi xuống tầng 1 của bệnh viện Thì có cánh tay khoác lên vai tôi Theo quán tính tôi liền né tránh Thì một giọng cười nói vang lên Gì mà né tránh mình như vậy Tôi quay lại nhìn thì ra là Hân Bạn thân đại học của tôi Cô ấy làm y tá trong bệnh viện này Nhìn thấy Hân tôi vội quay lại ôm cô ấy và nói mình được nhận rồi Thật hả? Chúc mừng bà nha Tối nay đi chúc mừng chứ Hân vui vẻ cười lớn Ok, vẫn chỗ cũ chứ Tôi vui vẻ đáp Được thôi, mình đi làm đã, tối gặp lại nhé Ừ, bà làm đi nha 9 giờ tại quán bar sầm uất của thành phố Ánh đèn mở ảo cùng tiếng nhạc lớn Khiến nơi này trông sôi động Những cô gái nhảy múa cùng những chai bia Được đặt trên bàn tròn Trong một góc khuất của quán bar có hai cô gái đang uống rượu chúc mừng cho cuộc phỏng vấn sáng nay hân khoác lên vai tôi và nói sao mày không đi thêm bước nữa mày bị điên à một lần đã quá khổ rồi tao không muốn rước thêm phiền phức lần nữa đâu tôi gạt lấy tay hân và nói sao mày chọn sai người thôi 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 hôm nay là ngày vui không nhắc đến cái con người vong ơn phụ nghĩa đó nữa nào cũng ly hai cô gái uống rượu nhưng phía xa xa có ánh mắt đang dán chặt vào tôi không rời một tiếng hử lạnh lùng một người đàn ông ăn mặc một bộ vét đầy lịch sự khuôn mặt sắc cạnh điềm tĩnh và cuốn hút đôi mắt chứa đầy sự cương nghị đó là kiên anh mới được điều về bệnh viện trong thành phố này hôm nay là ngày anh nhận chức trưởng khoa nhi bạn bè gọi anh đến quán bar này để chúc mừng cho anh khôi đưa cốc bia đến trước mặt anh và nói nhìn gì mà chăm chú như vậy nào uống đi chứ chúc mừng mày đến với thành phố của tao Ừ, tiên lạnh lùng đáp Sao mày chăm chú nhìn bàn bên kia vậy? Thích em bên đấy à? Khôi người cạnh trêu đùa Mày nghĩ nhiều rồi đấy Chỉ là tao thấy nhìn quen mắt thôi Sậm nói anh vẫn lạnh lùng như vậy Mày lại nghĩ đến vụ cũ của mày à? Hay là vẫn còn tình cảm vậy? Thôi đi Đừng nhắc đến người đàn bà đó nữa Loại đàn bà hám tiền Thôi, hôm nay là ngày vui Uống đi Tiếng đèn trong quán ba mờ ảo khiến con người cũng cảm thấy mọi điều căng thẳng cũng giải tỏa đi phần nào. Sáng sớm, khi ánh nắng chiếu vào chiếc giường màu vàng nhỏ bé, tôi khẽ nhíu mày từ từ mở mắt. Tôi ủy oải ngồi dậy, xoa hai thái dương vì đau nhức. Nhìn đồng hồ cũng đã gần 7 giờ. Tôi vội vỗ má mình cho tỉnh táo rồi dậy vệ sinh cá nhân thật nhanh. Cũng không quên uống một cốc nước giải rượu. Ngồi trên xe buýt để đến bệnh viện, tôi dựa người vào cửa sổ nhìn thành phố tấp nập. Tôi tự hứa với bản thân rằng Quá khứ đã qua, ngày mới đã đến Gác lại mọi thứ sống về tương lai thôi Mặc vào chiếc áo blue trắng mà tôi cảm thấy hào hứng đến mức độ khó tả Đã từ lâu rồi tôi không nhìn thấy bóng dáng này của mình trước gương Sáng hôm nay có một cuộc họp của Khoa Nhi Mọi người đã ngồi vào vị trí Giám đốc bệnh viện lên tiếng Mọi người chắc cũng đã nghe tin rồi đúng không? Trưởng Khoa Linh hôm nay sẽ được điều đi đến bệnh viện khác và chúng ta sẽ chào đón một trưởng khoa mới. Xin mời trưởng khoa Trần Trung Kiên bước vào. Trần Trung Kiên? Cái tên này sao nghe quen quen vậy chứ? Chắc là người cùng tên thôi. Đang suy nghĩ thì tôi ngước mắt lên thì gặp ánh mắt đầy điểm tĩnh nhìn tôi. Tôi nuốt nước miếng, không dám thở mạnh. Đúng là trái đất này thật tròn, oan gia lại gặp nhau. Cả buổi họp Kiên cứ nhìn tôi không rời mắt, khiến tôi ngồi cũng không hề thoải mái gì ngồi một tiếng trong nơm nớp lo sợ, cuối cùng cũng họp xong. Mọi người bắt đầu đứng dậy để tiếp tục công việc của mình. Tôi đi qua người anh, bỗng một cánh tay đưa ra ngăn tôi lại. Mọi người đều quay lại nhìn tôi với vẻ khó hiểu, kiên liền nói. Tôi có chuyện muốn nói với bác sĩ Tuyết, mọi người cứ đi làm việc đi. Chờ mọi người đi xa hết, Kiên mới buông tay tôi ra rồi lấy từ trong túi quần mình một chiếc khăn mùi xoa lau tay. Anh vừa lau tay vừa nói giọng khinh thường. Tôi tưởng giờ này cô phải làm quý bà quyền quý, chứ sao lại đi làm một bác sĩ nhỏ bé như vậy? Tôi làm gì đó là việc của tôi, xin hỏi bác sĩ Kiên có danh phận gì mà lại muốn quan tâm đến chuyện riêng của tôi như vậy?" Tôi lạnh lùng nói. "Cô, thôi, không có chuyện gì nữa thì tôi xin phép về làm việc đây." Không thể nói gì được tôi nên anh ta hậm hực lắm, nhiều lúc cứ đến kiếm chuyện với tôi. "Nào thì bắt tôi đi xem bệnh nhân này." khi thì kêu tôi đi lấy thiết bị y tế ngày đi làm đầu tiên đối với tôi quá mệt mỏi đang ăn cơm cùng hân ở căng tin bệnh viện tôi thở dài sao cái số tao lại khổ như này chứ đó vẫn gọi là duyên nợ vẫn gọi là còn duyên nợ đấy hân đẩy quả trứng sang phần dĩa thức ăn cho tôi và nói thôi đi bà cô mình không cần duyên nợ này nữa đâu ăn đi mà đi làm tôi hậm hực một ngày dài mệt mỏi khiến tôi lê lết bản thân về nhà nằm dài trên chiếc giường êm ái ngước lên trần nhà làm tôi nhớ lại đến rất nhiều chuyện cũ đang miên man nghĩ về những chuyện trước đây thì điện thoại bỗng dưng reo lên tôi mỏ mẫm tìm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường nghe bên kia vang lên tiếng nói của mẹ con đang làm gì vậy con mới đi làm về mẹ ạ à. tôi ở oải trả lời ừ mẹ nói chuyện này nè giọng mẹ tôi vui vẻ nói gì vậy mẹ? Bà Tư có đứa con trai cũng đã đến tuổi lấy vợ, nhưng chưa từng yêu ai. Hai con về xem mắt thử như thế nào. Thôi mẹ ơi, một lần là đã quá đủ rồi, đừng thêm nữa mẹ ạ. Tôi ủ rũ nói. Ơ ờ, con này hay nhỉ, vậy mày tính ở vậy đến già à? Mẹ tôi gắt gỏng. Như thế này có sao đâu mẹ, tự do tự tại biết mấy. Rồi mẹ tôi bắt đầu bài giảng giải đạo lý lấy chồng mà tôi nghe đã khóa quen thuộc. Lúc này cũng vậy, cứ thấy có mối nào là mẹ tôi gọi điện kêu tôi đi xem mắt, nhưng tôi toàn lấy những lý do để không phải đi. Tôi cũng biết mẹ tôi thương tôi, không muốn tôi sống như vậy đến già, nhưng thật sự khi nhắc đến chuyện lấy chồng là tôi cảm thấy sợ. Mẹ tôi nói một hồi rồi cũng cúp máy. Đi làm đã quá mệt mỏi rồi, giờ lại còn nghe bài ca của mẹ khiến cái đầu của tôi đau không tả nổi tôi đứng dậy khoác tạm chiếc áo rồi đi xuống hiệu thuốc gần nhà để mua vừa bước ra khỏi hiệu thuốc thì tôi gặp hai tên cướp bọn chúng giật mất điện thoại trên tay tôi tôi vội hết lớn cướp có cướp tôi cố gắng chạy nhanh hết sức có thể nhưng một đứa yếu kém về môn thể dục thì làm sao có thể chạy kịp bọn cướp chứ tôi chạy một lúc không còn sức nữa tôi ngồi xuống thở hổn hển đang ngồi tiếc chiếc điện thoại của mình thì từ xa có một thanh niên đang tiến về phía tôi Tôi cứ nghĩ tên cướp quay lại, liền lấy tay che mắt đi, nhưng chờ một lúc không thấy chuyện gì xảy ra. Tôi vội hé mắt ra nhìn, thì trước mắt tôi là chiếc điện thoại của mình. Như bản năng tôi vội giật lấy, bây giờ mới để ý đến người thanh niên đó, thân hình cao giáo, khuôn mặt khôi ngô, với những đường nét trên khuôn mặt thật tinh tế. Bàn tay của thanh niên đó đưa ra về phía tôi. Cô gái, cô không sao chứ? À, tôi không sao. Tôi nhẹ nhàng đáp tôi nắm lấy tay anh ta lòng bàn tay của anh thật ấm đứng dậy phủ lại quần áo rồi kiểm tra xem điện thoại mình có hư hỏng gì không tôi liền nói cảm ơn anh nha nếu không có anh chắc điện thoại của tôi không còn nữa rồi có gì đâu chuyện nên làm thôi mà chàng thanh niên mỉm cười nói vậy tôi làm sao để trả ơn anh đây thôi ơn hệ gì tôi đi đây tôi nhìn theo bóng lưng anh đúng là một chàng trai tốt bụng một ngày mới lại đến, nhưng đối với tôi lại là những sự hành hạ về thể xác. Đi làm đã mệt, còn phải gặp bản mặt của chồng cũ khiến tôi cảm thấy mệt mỏi hơn. Tối hôm đó tôi phải trực đêm ở bệnh viện, đang ngồi lấy máy ra gọi điện cho mẹ thì giọng nói của Hân vang lên từ xa. Sao mày không cãi lại thằng chồng cũ của mày đi mà cứ im vậy Tuyết? Câu nói của đứa bạn quá nhanh, khiến tôi chưa kịp tắt máy, những câu nói đó đã được mẹ tôi nghe rõ mồn một. Bà liền hỏi Sao con lại làm việc với chồng cũ Con cũng đâu có biết Đến khi con xin vào làm mới biết mà mẹ Tôi cố gắng thanh minh cho mình Vậy con có kể cho nó nghe Nợ của nó con phải đi làm còng lưng trả không Dạ thôi mẹ ạ Chuyện cũ rồi nhắc làm gì chứ Cái con ngu này 500 triệu chứ có phải 500 nghìn đâu mà bỏ qua được Mẹ tôi gắt gỏng Dạ thôi mẹ Ngu, ngu hết thuốc chữa Mà thứ bảy này thu xếp về đi xem mắt ngay chưa Mẹ gửi thông tin cho con Con xem chưa Mẹ tôi gắt gỏng Dạ con biết rồi ạ Tôi đang lép vế đồng ý Mẹ tôi cúp máy Lúc này tôi mới dám thở mạnh Hân biết mình lỡ lời nên cũng đi làm việc của mình Trong phòng giờ chỉ còn lại tôi Đang ngồi nghịch điện thoại Thì bỗng có tiếng gõ cửa Kiên bước vào và nói Hôm nay phải tăng ca Chứ không phải ở nhà với chồng của cô à? Những câu nói mỉa mai khiến tôi cảm thấy không thể ở cùng một không gian với anh ta thêm một giây nào nữa. Tôi đứng dậy tính rời đi thì Kiên nắm lấy tay tôi kéo lại, vì không đứng vững nên cả người của tôi ngã đè lên người của Kiên. Phút chốc cả căn phòng như tĩnh lặng. Tôi vội đứng dậy rồi bước ra ngoài sân, ngồi trên ghế dài ở sân, những làn gió thổi khiến tâm trạng tôi dần ổn định. Tôi nhớ lại khoảnh khắc khi khuôn mặt tôi áp sát vào lồng ngực của Kiên, Tôi có thể nghe rõ thấy tiếng đập của trái tim anh. Dù đã là vợ chồng, nhưng tôi vẫn khá ngại ngùng trước cảnh tượng đó. Nhưng tôi vẫn cảm thấy buồn khi chính miệng anh có thể nói tôi là một người như vậy. Ngồi một lúc thì tôi cũng bước vào phòng khoa của mình. Không còn anh ta ở trong khoa nữa, tôi giờ mới cảm thấy nhẹ nhõm đi. Buổi tối hôm đó trôi qua một cách nhẹ nhàng. Khi đồng hồ điểm 6 giờ cũng là lúc tôi kết thúc ca làm việc đêm của mình, soạn sửa đồ đặt ra về đang đứng trước cổng bệnh viện để chờ xe taxi đến thì một chiếc ô tô dừng lại phía trước mặt tôi, kính ở ghế phụ được kéo xuống, một giọng nói trầm ổn vang lên. Lên xe đi, tôi chở cô về. Tôi biết đó là ai, tôi im lặng không nói gì, hình như kiên mất đi sự bình tĩnh, giọng anh gắt gỏng. Lên xe đi. Tôi vẫn không nói gì, đi lướt qua phía trước xe rồi ngồi vào chiếc xe taxi mới dựng gần đó. Ở bệnh viện đã gặp nhau rồi Tôi không muốn ra về cũng gặp nhau như thế này Sao anh ta không thể xem tôi như người vô hình đi vậy Đi làm về Nằm dài trên chiếc giường nhỏ bé Tôi dần thiếp đi lúc nào không hay Đến khi tỉnh giấc Thì trời cũng đã tối mịt Tôi cầm chiếc điện thoại Thì thấy 12 cuộc gọi của mẹ Cùng rất nhiều tin nhắn từ bà Tôi bấm nút gọi Tiếng đổ chuông vang lên Sau đó là những lời mắng của mẹ tôi Sau giờ này mới gọi lại cho mẹ Mẹ tôi gắt gỏng Hôm qua con đi làm tăng ca Giờ mới có thời gian nghỉ ngơi mà mẹ Tôi cười trừ đáp Vậy chắc chị quên hôm nay là ngày gì rồi đúng không Giọng mẹ tôi bắt đầu mỉa mai Tôi suy nghĩ một lúc Nhưng thật sự tôi không nhớ ra ngày hôm nay là ngày gì Hôm nay là thứ bảy Thứ bảy Ôi thôi xong rồi Cuộc hẹn gặp mặt của mẹ tôi Tôi đành cười trừ và nói Tại tuần này nhiều công việc quá nên con quên Hay thôi không cần đi xem mắt nữa mẹ con xem lại xem mình đã bao nhiêu tuổi rồi. Mẹ gửi số điện thoại sang, con tự xử lý đi, nghe chưa? Mẹ. Tôi chưa kịp nói gì thì mẹ tôi đã tắt máy và những tin nhắn bắt đầu dồn dập gửi cho tôi. Tôi mở ra, đó là số điện thoại và một lời nhắn được viết in hoa to đùng. Không nhắn tin hay gọi cho người ta hẹn gặp lại thì đừng mơ tưởng về nhà nữa. Mẹ nói được là làm được đó. Tôi thở dài, lại hôn nhân ư? chỉ nghĩ đến cái cảnh lấy chồng thì tôi khẽ rủ mình nhưng giờ không gọi điện cho người ta thì mẹ sẽ hành tôi mãi đi thôi tôi quăng chiếc điện thoại trên giường rồi lấy đồ đi tắm xong tôi úp tạm gói mì ăn xong xuôi mọi việc tôi đi xuống dưới khu trung cư của tôi đi dạo cho mát ngồi ngắm nhìn những ngôi sao sáng tôi lại nhớ đến trước đây lúc tôi và kiên còn là sinh viên chúng tôi thường ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm tôi thường trêu đùa anh rằng nếu anh có thể hái sao trên trời Thì chứng tỏ tình yêu của chúng ta mãi mãi vĩnh cửu Kiên chỉ cười Giờ đây nhìn lên bầu trời đêm đó Tôi lại mỉm cười vì sự ngu ngốc của tuổi trẻ như vậy Tôi lấy điện thoại ra Bấm dãy số mà mẹ gửi cho tôi Đầu dây bên kia bắt đầu đổ chuông Tôi cảm thấy vừa hồi hộp vừa lo lắng Không biết mình nên nói gì với người kia đây Rồi cũng có tiếng người đàn ông cắt lên từ đầu dây bên kia Cùng theo tiếng nhạc du dương giọng nói ấm áp của anh ta vang lên alo cho hỏi ai đấy ạ à? à tôi tôi là người mà mẹ anh giới thiệu xe mát ạ à? tôi ấp úng đáp ồ chào cô cô gọi cho tôi có chuyện gì vậy à không có gì đâu ạ à. tôi gọi điện xin lỗi vì hẹn anh rồi nhưng không ra gặp mặt được ạ à? à cũng không có gì đâu có gì hẹn anh vào tối mai được không ạ à? địa điểm anh cứ chọn ạ à? ngày mai à cũng được chúng ta cứ gặp nhau ở chỗ cũ nhé ok anh cốp máy xong tôi bước lên phòng mình nằm nghỉ để ngày mai còn nhiều công việc tại quán cà phê gần đó hai người đàn ông ngồi uống cà phê với nhau những cô gái đi qua đều tấm tắc khen ngợi vì vẻ đẹp đầy nam tính của hai người khôi vừa buông điện thoại xuống kiên đã hỏi nói chuyện với ai mà sao thấy ông vui vẻ vậy à Người mà mẹ tôi giới thiệu cho gặp mặt ấy mà Khôi vui vẻ nói Ông cẩn thận đó Phụ nữ thời giờ chỉ ham tiền tài thôi Không đủ thì họ bỏ đó Kiên nói với giọng lặng nùng Tôi khá tự tin về mình Ông yên tâm Tôi nghe giọng cô gái đó nghe cũng không đến nỗi như vậy đâu Hình như cô ấy tên là Tuyết thì phải Ông chưa tiếp xúc thì chưa biết đâu Cẩn thận bị lừa đấy Kiên nhắc nhở Khôi đang tính đưa hình ảnh của Tuyết ra cho Kiên xem thì Kiên đã đứng dậy nghe điện thoại một lúc rồi quay lại nói với Khôi. Ông ngồi chơi đi, bệnh viện có công việc nên tôi phải về đã. Ừ, ông đi đi. Khôi với Kiên quen nhau khi Khôi đi du lịch bị mắc sốt rét, may nhờ có sự xuất hiện của Kiên, không thì chưa biết giờ này Khôi còn đây nữa không. Anh thầm cảm ơn Kiên đã cứu lấy anh một mạng. Tối hôm sau, tôi mặc tạm một chiếc váy hoa màu xanh, búi gọn tóc lên Nhìn trong gương tôi thấy mình cũng đâu có đến nỗi già đâu. Đến nhà hàng, tôi chọn một chỗ ngồi khuất để không ai để ý thấy mình. Ngồi một lúc thì thấy một người đàn ông mặc chiếc áo sơ mi đầy lịch lãm đang tiến về chỗ tôi. Giọng nói ấm áp của anh ta vang lên. Cho hỏi đây có phải là cô Tuyết không? Dạ, cho hỏi anh là... Tôi ấp úng nói. À, tôi là Khôi, người mà mẹ cô giới thiệu. Khôi cũng nói. À, dạ. Hình như cô vẫn không nhớ ra tôi thì phải. Anh là Tôi vẫn không thể nào nhận ra anh ta là ai. Tôi là người lấy lại giúp cô điện thoại đó, Khôi mỉm cười nói. À, tôi nhớ ra rồi, hóa ra là anh, cảm ơn anh. Cả buổi tối hôm đó hai chúng tôi nói chuyện rất vui vẻ, tôi cảm thấy Khôi là người đàn ông ấm áp, trong người anh luôn tràn đầy những sự tích cực. Nhưng để nói có nên lấy Khôi làm chồng hay không thì tôi cũng không thể chắc chắn được. Ăn tối xong, Khôi xin phép đưa tôi về nhà, tôi cũng không từ chối. Ngồi lên xe Khôi, anh kể cho tôi nghe những chuyện của anh. Lái xe một lúc cũng đến khu chung cư của tôi. Tôi cúi chào lễ phép rồi đi lên phòng. Khôi đứng đó nhìn tôi bước lên rồi anh mới lên xe và đi. Tại quán bar trong thành phố, trong một bàn góc khuất của quán, Kiên đang nâng ly rượu lên uống thì Khôi bước đến có chuyện gì mà hôm nay vui vậy kiên lạnh lùng hỏi hôm nay tôi mới đi xem mắt về đấy tôi thấy cô gái đó ổn khá hợp với gu của tôi khôi vui vẻ đáp kiên nhìn khôi xong lại nhìn ly rượu trên tay anh ta cười khẩy nói đó là bạn chưa lấy vợ thôi lấy rồi sẽ biết phụ nữ là một loại rắn độc thôi bạn lại bi quan rồi đâu phải phụ nữ nào cũng giống nhau đâu tôi nghĩ cô gái đó là cô gái tôi tìm kiếm bao lâu nay cũng nên ừ cứ để rồi xem tiếng nhạc sập sình khiến mỗi người mỗi tâm trạng khác nhau tôi về thay bộ đồ xong mệt mỏi nằm dài trên giường hôm nay là một ngày khá mệt mỏi với tôi rồi hôm sau đang học cùng khoa thì bỗng một cô gái trẻ bước vào ôm chầm lấy kiên và nói sao anh đi đến bệnh viện này mà không nói với em kiên vội kéo cánh tay của cô gái đó ra và nói không có chuyện gì thì em đi về đi Có chuyện em mới đến thăm anh chứ Sao anh lại lạnh lùng với em như vậy Cả khoa ồ lên Khiến Kiên đỏ mặt Vội kéo cô gái đó ra Cô gái vừa đi ngang qua tôi Đã liếc tôi một cái Cả người tôi cảm thấy lạnh cả sống lưng Tôi cũng không quan tâm đến hai con người đó Tôi vẫn làm việc bình thường Thì mọi người bắt đầu chỉ trỏ vào tôi Và xì xầm bàn tán Tôi cũng không biết mình đã làm gì Đến khi Hân đưa cho tôi xem một đoạn văn trên Facebook Nội dung là vì tôi ham tiền mà bỏ chồng để theo trai Tôi bàng hoàng khi đọc được những dòng status đó Rồi những tiếng mắng chửi đó Hân tức giận nói Mẹ kiếp, sao lại có thể nói người ta như vậy chứ? Mày có nghĩ ra ai nói không? Tôi lắc đầu Tôi không nghĩ ra ai có thể nói mình như vậy cơ chứ Chuyện tôi ly hôn, cả bệnh viện chỉ có tôi, Hân và Kiên Tôi quá hiểu Hân, Cô ấy sẽ không nói chuyện này ra. Vậy còn kiên. Nhưng tôi không tin anh ta có thể nói ra những lời đó. Không thể chấp nhận lời bàn tán. Hân liền nói. Mày thấy chưa? Lo đi làm còng lưng trả nợ. Mà giờ lại bị nói như vậy đấy. Tao không chịu được. Tao phải đi gặp thằng khốn đó nói cho ra lẽ mới được. Thôi không cần đâu. Qua mấy ngày là hết thôi mà. Tôi cố động viên Hân. Cũng như đang cố động viên chính mình. Tôi suy nghĩ ở nhà ít ngày để mọi chuyện lắng xuống. Tôi là một đứa khá nhút nhát Nên cứ gặp chuyện gì đó Tôi không dám đối mặt Chỉ lặng lẽ trốn trong góc nhà Nhưng cô bạn thân hân lại khác Thấy bạn mình chịu nhiều tổn thương Cô ấy không chịu được liền bước đến phòng của Kiên Không cần gõ cửa Hân xong thẳng vào Nhìn thấy Kiên đang viết báo cáo trên bàn làm việc Nhìn thấy Hân Kiên nhếch miệng cười rồi nói Đúng là bạn bè của nhau có khác Đều vô ý thức như nhau Anh đúng là cái loại mặt dày sao anh có thể đối xử với tuyết như vậy cơ chứ hân gắt gỏng kiên ngạc nhiên ngước mắt lên nhìn hân rồi nói tôi làm gì mà cô lại nói tôi như vậy anh không làm gì à vậy anh xem đi cái này là của ai không của anh thì còn của ai nữa vừa nói hân vừa đưa điện thoại mình đến trước mặt kiên anh cầm lấy đọc thoáng chốc anh có chút ngạc nhiên nhưng sau đó anh khôi phục lại khuôn mặt lạnh lùng của mình anh cười rồi nói cái này tôi không biết hay các cô tạo ra những cái này để tạo sự cảm thông từ tôi anh có bị úng não không tôi chưa từng thấy gã đàn ông nào vừa ngu vừa mắt mù như anh cô cô gì mà cô anh có biết vì trả nợ cho anh mà tuyết phải làm một lúc ba công việc hay không hay vì anh mà cô ấy đã mất đi đứa con hay không kiên ngạc nhiên đứng dậy anh chưa hiểu những lời nói của hân anh hỏi lại lần nữa tuyết đi làm trả nợ cho tôi Mất con? Là sao? Tôi chưa hiểu. Đúng rồi. Anh làm sao mà biết được? Khi anh đang mải mê học lên tiến sĩ và thạc sĩ, thì anh nghĩ tiền ở đâu ra mà anh có thể ăn uống và đóng hàng trăm triệu tiền học như vậy? Từ trên trời rơi xuống hả? Là từ tuyết đấy. Cô ấy phải đi làm đến mức độ sẩy thai. Sao cô ấy không nói với tôi? Kiên ngạc nhiên hỏi lại. Nói với anh á? Anh có bao giờ để ý đến cô ấy đâu mà cô ấy nói? vì anh mà cô ấy khác lại đam mê làm bác sĩ để lo cho anh giờ đây cô ấy mới tìm thấy công việc đam mê thì bị anh hất cho một đống bùn lên người rồi đấy anh biết không tôi kiên không biết nói gì nữa nếu anh mà là con gái có lẽ tôi đã nhảy vào xé xác anh rồi anh xem đi anh giải quyết chuyện này nhanh lên rồi hân bước ra khỏi phòng để lại kiên ngơ ngác anh bắt đầu nhớ lại những tháng ngày ở cùng nhau tuyết luôn đi sớm về muộn lúc nào anh cũng cảm thấy cô ấy mệt mỏi đến chuyện vợ chồng cô ấy cũng không hề mặn mà gì ngày qua ngày anh cứ nghĩ cô ấy có tình nhân bên ngoài rồi một ngày cô lại nói ly hôn anh càng chắc chắn với suy nghĩ của mình nên anh cứ ghi trong lòng mình rằng cô phản bội anh nhưng hình như anh đã sai anh nên làm gì đây kiên bắt đầu ngồi xuống phò đầu bứt tóc rồi chuyện trên mạng đó là ai làm cơ chứ anh ngồi suy nghĩ một lúc thì lấy điện thoại ra gọi điện bấm một dãy số chưa kịp đổ chuông, thì đầu máy bên kia bốc máy, giọng nói nhẹ nhàng ngọt ngào cất lên. "Sao hôm nay anh lại chủ động gọi cho em vậy?" "Huyền, có phải em đang gì đó lên mạng đúng không?" Kiên nói giọng lạnh lùng. "Em... nói nhanh lên." Anh gắt gỏng. "Em chỉ đăng đúng sự thật thôi mà, em muốn mọi người đều biết bộ mặt thật của cô ta thôi, em có làm gì sai đâu?" Huyền nói với giọng đầy ấm ức em điên rồi chuyện đó là chuyện riêng của anh anh không cho phép người ngoài đưa lên những thông tin như vậy kiên gắt lên em đâu phải người ngoài đâu em biết mà em thích anh từ lâu rồi cơ mà xin lỗi đã tạo cho em hy vọng nhưng anh chỉ xem em là em gái thôi không có gì hơn đâu kiên lạnh lùng nói anh huyền khóc nghẹn kiên cúp máy xoay lên hai thái dương bấy lâu nay anh cứ nghĩ là mình luôn đúng nhưng giờ đây anh mới nhận ra lỗi sai của mình. Anh không biết nên làm sao để chữa lại lỗi lầm của mình đây. Anh cầm chiếc điện thoại, mở danh sách chặn, gỡ chặn số điện thoại quen thuộc. Có khi nào cô ấy không còn dùng số này nữa không? Nghĩ vậy anh nhấn nút gọi. Tiếng chuông đổ khiến anh cảm thấy lo lắng, sợ tuyết không còn dùng số điện thoại này nữa. Đang nằm chùm chăn mơ màng ngủ thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Tôi cầm chiếc điện thoại lên thì đó là số của anh anh vẫn dùng số cũ này ư tôi có nên nhấc máy nghe hay không nằm suy nghĩ tính nhấc máy nghe thì đã thành cuộc gọi nhỡ tôi lưỡng lự có nên gọi lại cho anh hay không hay thôi đi anh ta có chuyện gì để gọi cho tôi đâu về phần anh khi không thấy ai nhấc máy anh nghĩ có lẽ tuyết đã thay số rồi nên anh cũng không gọi lại nữa thì bỗng điện thoại anh vang lên nhìn dãy số quen thuộc mà khá lâu rồi anh mới nhìn thấy lại Bàn tay anh run rẩy nhấn nút nghe, giọng nói ấm áp của tôi vang lên. "Alo, cho hỏi ai đấy à?" "Tôi, Kiên đây." Giọng anh ấm áp nói. "Có chuyện gì không vậy?" Tôi lạnh lùng nói. "Cô rảnh không? Tôi muốn nói chuyện với cô." "Hiện tại tôi không rảnh." "À thì..." Kiên chưa kịp nói gì thì tôi đã tắt máy, giờ chỉ nghĩ đến anh ta là tôi cảm thấy chán ghét vô cùng đang chuẩn bị xuống cửa hàng để mua gì về ăn thì điện thoại tôi vang lên tôi nhấc máy nghe alo hôm nay cô có rảnh không khôi nhẹ nhàng nói hôm nay à tôi rảnh sao vậy tôi muốn mời cô đi ăn thôi suy nghĩ một lúc thì tôi cũng đồng ý vì giờ ngồi ở trong nhà cả ngày cũng chán và tôi cũng có thiện cảm với khôi nên cứ đi thôi tôi chờ cô ở dưới nhà nhé nói xong khôi tắt máy Tôi đứng dậy lấy một chiếc váy màu trắng xinh đẹp, tầm 10 phút sau thì Khôi cũng gọi điện nói tôi xuống dưới nhà. Bước xuống cầu thang, tôi đã nhìn thấy bóng dáng Khôi đang đứng chờ mình. Tôi nhẹ nhàng bước lên xe của Khôi. Cả buổi tối đó chỉ một mình anh nói chuyện, còn tôi chỉ lặng nhìn. Thấy tôi có tâm sự, Khôi liền hỏi: "Sao Tuyết hôm nay lạ vậy? Có chuyện gì à?" "À, không có chuyện gì đâu, tôi chỉ đang suy nghĩ một số việc thôi." Tôi ấp úng đáp: Sao vậy? Kể khôi nghe xem nào. Thì cũng không có chuyện gì đâu. Chồng cũ tôi hôm nay lại gọi điện làm phiền tôi thôi mà. Tôi thở dài rồi nói. Sao anh ta bỏ tuyết rồi lại còn làm phiền nữa? Anh ta có lẽ mắt mù rồi mới ly hôn với tuyết. Thôi, đừng nhắc đến nữa. Rồi tôi bắt đầu nói chuyện khác để quên đi Kiên. Kiên ở nhà hắt xì liên tục. Anh thầm nghĩ. Ai lại nói gì mình vậy cơ chứ? Rồi Kiên rút điện thoại ra gọi điện. Ở bên này Khôi có điện thoại anh liền bốc máy nghe và nói có chuyện gì vậy bạn thân hôm nay tao buồn đi nhậu không kiên lạnh lùng nói giờ à sao vậy mọi khi thấy gọi cái là có mặt liền mà giờ lại nghe ấp úng vậy khôi nhìn tôi rồi lại nói điện thoại ok một tiếng nữa tài quan cũ nhé ok khôi cúp máy rồi nhìn tôi trong ánh mắt anh ấy chứa đầy sự yêu thương với tôi tôi cúi mặt để không thấy ánh mắt đó khôi cười rồi nói tuyết ăn nữa không Dạ thôi tôi no rồi ạ à. nếu anh bận thì anh cứ đi đi tôi tự về cũng được tôi ngại ngùng đáp sao lại để người đẹp tự đi về vậy cơ chứ thôi tôi chở tuyết về rồi tôi đi cũng được mà khôi cười nói vậy thì phiền anh quá có gì đâu tôi về đến trung cư thì khôi mới đi tại quán nhậu khôi bước đến đã thấy kiên ngồi uống trước rồi thấy bạn mình có nhiều tâm sự khôi ngồi xuống rót rượu vào chén và nói sao hôm nay lại rủ bạn ra đây uống rượu như vậy hôm nay tao có nhiều chuyện suy nghĩ không ra kiên với vẻ mặt suy tư và nói lần đầu tiên thấy bạn mình gặp khó khăn đấy sao nào kể tao nghe đi vợ cũ của tao không giống như tao nghĩ mày ạ à? là sao khôi ngạc nhiên nói là cô ấy không phản bội tao cũng không phải là người hám tiền như tao nghĩ kiên uống hết ly rượu rồi nói đó tao nói rồi không phải ai cũng như vậy đâu giờ mày định sao tao cũng không biết tao muốn quay lại nhưng sợ cô ấy không đồng ý sao chuyện nhỏ như thế mà mày lại nhục trí thế mày đã nghe câu mưa dầm thấm lâu chưa mọi khi vì yêu mà đến với nhau giờ mày chủ động tán tỉnh cô ấy thêm lần nữa nhiều khi cô ấy lại đổ gục thì làm sao khôi bắt đầu quân sự cho kiên có được không vậy kiên lo lắng hỏi sao mày có thể lấy vợ được chưa chứ mày phải thử mới biết được có được không cơ chứ cứ ngồi đây mà than thân trách vận thì cô ấy đi lấy người khác lâu rồi mày nói cũng có lý mà sao hôm nay mày đến muộn thế hẹn hò à ờ thì cũng gần như khôi ngập ngùng nói cô ấy như thế nào cô ấy rất tốt tính nói chung là hợp với tao hai người ngồi nhậu đến lúc thì cả hai bắt đầu ngà ngà say cố gắng mãi thì kiên mới về được đến nhà mình trong tâm trí anh giờ chỉ xuất hiện hình bóng của tuyết kiên thiếp ngủ đi lúc nào không hay sáng mai khi mặt trời chiếu những ánh nắng đầu tiên vào phòng kiên vội che mắt đi anh ta bắt đầu mỏ mẫm tìm điện thoại bắt đầu nhắn tin nghỉ ở nhà một hôm tôi thấy tinh thần mình đã tốt lên nên sáng nay tôi tính đi làm đang soạn sửa để đi làm thì điện thoại tôi báo tin nhắn. Tôi cầm mở tin nhắn ra. "Chúc buổi sáng." Một dòng chữ ngắn gọn mà khiến tôi cảm thấy rùng mình. Anh ta có bị gì trong đầu không mà lại nhắn tin như vậy cho tôi cơ chứ? Tôi không quan tâm, đi đến bệnh viện làm việc thôi. Hôm nay mặt trời mọc phía tây thì phải chứ, kiện hôm nay sự sự rất khác, khác hơn mọi khi, khiến tôi cảm thấy không hề quen một chút nào. Anh ta không bắt ép gì tôi nữa. Thay vào đó là đưa cho tôi những thứ tôi yêu thích. Rồi đến giờ ăn cơm trưa, anh ta cũng ngồi đối diện với tôi, khiến cả căng tin bệnh viện ai cũng nhìn đến chúng tôi. Tôi cảm thấy ngại ngùng khi ai cũng nhìn thấy tôi và chỉ trỏ. Tôi toàn đứng dậy thì một bàn tay nắm lấy tay tôi và nói: "Đã ăn xong đâu mà đứng dậy vậy?" "Anh không thấy ai cũng đang nhìn chúng ta kìa?" "Bình thường mà." "Anh bình thường, chứ tôi là bất thường." Tôi giật cánh tay rồi bước đi ra khỏi căng tin. Tôi mà ở đó thêm tí nữa, chắc sáng mai sẽ trở thành tâm điểm của cả bệnh viện này mất. Ngồi trên hành lang dài của bệnh viện, tôi đang nhâm nhi ly cà phê thì có một bàn tay nhẹ nhàng khoác lên vai tôi, cười cười nói: "Quay lại với chồng cũ rồi à?" Hân cười cười nói. "Mày đừng đùa nữa, không biết anh ta ăn nhầm mùa mê thuốc lú gì mà lại đối xử lạ với mình như thế không biết." Tôi tỏ vẻ không vui nói không biết thì cứ đến hỏi đi nhiều khi mọi hiểu lầm đều được giải quyết thì sao thôi mà sao mày lại nói như vậy có chuyện gì giấu tao đúng không làm gì có thôi tao đi làm đây hân cười bí ẩn nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của hân khiến tôi càng thắc mắc nhiều hơn nữa tôi mạnh dạn bước đến cửa phòng kiên hít một hơi thật sâu rồi gõ cửa tiếng trầm ấm phát ra từ bên trong vào đi tôi nhẹ nhàng mở cửa bước vào kiên đang ngồi nhìn bầu trời xa xăm anh ấy quay lại nhìn thấy tôi anh ta liền đứng dậy đi lại và nói tuyết em ngồi đi à vâng tôi nhẹ nhàng đáp em tới tìm anh có chuyện gì à vâng tôi có chuyện muốn hỏi anh em cứ hỏi đi sao hôm nay anh kỳ lạ vậy anh có ăn nhầm cái gì không vậy anh có bị gì đâu chỉ là anh biết được một số sự thật nên anh muốn chuộc lỗi thôi mà Gương mặt anh vẫn tỉnh bơ như không có gì. Ngay đến đây tôi bắt đầu hiểu ra một số chuyện. Tôi liền nói. Có phải Hân đã nói gì với anh có đúng không? Hân đã kể hết toàn bộ mọi chuyện cho anh rồi. Sao em không kể cho anh nghe vậy tuyết? Tôi... Tôi ấp úng nói. Anh xin lỗi vì đã hiểu lầm em. Em đã hy sinh cho anh rất nhiều. Đây là thẻ ngân hàng, trong đó có 500 triệu. Xem như là anh trả em được không? kiên đưa chiếc thẻ ngân hàng cho tôi tôi cầm lên và nói ok tôi nhận rồi vậy nên giờ xin anh đừng làm phiền đến cuộc sống của tôi nữa đó chỉ là chuyện tiền bạc thôi còn chuyện tình cảm anh còn nợ em rất nhiều anh muốn cả cuộc đời này anh sẽ bù đắp cho em thôi thôi anh đừng nói nữa đối với tôi một lần đã là quá đủ rồi đừng khiến tôi cảm thấy ghê sợ anh thôi không còn gì nữa tôi phải làm tiếp công việc của mình đây ừ tuyết những lời nói của anh ta ngọt như mật nếu như mấy năm trước chắc tôi sẽ cảm thấy kiên thật kha lăng nhưng giờ đây chỉ cần nghe qua thôi là da tôi đã nổi hết gai lên rồi tôi mà ở đó một lúc nữa nghe anh ta nói một chút nữa chắc tôi nôn ra mất đi lang thang trong sân của bệnh viện nhìn những cặp vợ chồng trẻ đang chăm sóc nhau tôi lại thấy khen tị với họ tôi bắt đầu nhớ lại khi tôi bị sảy thai đi vào bệnh viện một mình cô y tá hỏi tôi người nhà của chị đâu rồi Chúng tôi cần chữ ký của người nhà Nước mắt tôi rưng rưng Cổ họng như nghẹn lại khi nghe đến chữ người nhà Tôi gọi điện cho anh mấy chục cuộc Nhưng chỉ là những tiếng đổ chuông Rồi là tiếng thuê bao Không biết gọi ai nữa tôi đành phải gọi Hân Cô ấy liền đến bệnh viện Và ở với tôi mấy ngày liền Đam biên man suy nghĩ Thì điện thoại tôi vang lên Mẹ tôi gọi điện đến tôi nhận máy nghe Con nghe mẹ Con đang làm gì vậy Con có làm gì đâu Có chuyện gì không ạ à mẹ muốn hỏi thăm xem là tình hình đi ra mắt thế nào thôi cũng bình thường mẹ ạ đừng dọa con nhà người ta nghe chưa mà cũng đừng dây dưa gì đến thằng chồng cũ của con nữa đấy mẹ là mẹ không ưa nó đâu nghe chưa Dạ con biết rồi ạ à? mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi mẹ chúng con đã hóa giải những hiểu lầm cho nhau rồi ạ à? vậy nó có trả tiền cho con không có chứ mẹ mẹ yên tâm con gái mẹ thưởng dụng lắm tôi không tin gì chị hết nhớ chưa dạ vâng thôi con làm việc đã ạ những ngày tháng sau đó kiên vẫn cứ bám lấy tôi như đỉa khi thì muốn đưa tôi về nhà khi thì mời tôi ăn tối tôi phải trốn mãi mới có thể thoát khỏi anh ta tại quán cà phê kiên và khôi đang ngồi nói chuyện với nhau khôi liền hỏi sao rồi vợ cũ của bạn như thế nào rồi cô ấy vẫn không chịu tiến lên tình cảm với tớ kiên buồn bã đáp Cậu từng nghe câu đẹp trai không bằng trai mặt chưa? Phải mặt dày vào chứ <laughs> Mà chuyện tình cảm của cậu với cô nàng đó thế nào rồi? Thì vẫn cứ như vậy thôi Đâu, cho mình xem mặt mà khiến người toàn diện như cậu không thể tán đổ nào Khôi đưa tấm ảnh của tôi ra Kiên ngạc nhiên nhìn tấm ảnh rồi nhìn lên Khôi và hỏi Có phải cô ấy tên Tuyết không? Sao cậu biết? Đây, đây là vợ cũ của Minh mà. Hả? Khôi mắt chữ A miệng chữ O nhìn Kiên, không thể tin được, thế giới này quá tròn, tròn đến mức hai thằng bạn thân lại yêu cùng một người. Kiên cười khổ, bây giờ anh nên làm sao đây? Một bên là vợ cũ, một bên là người bạn thân thiết của anh, anh không muốn mất cả hai. Khôi cũng đang suy nghĩ như anh, không khí bỗng trở nên im lặng đến đáng sợ. Bỗng tiếng của nhân viên đưa nước khiến hai người đàn ông quay về với thực tại kiên cười và nói thế giới này thật tròn nhỉ ừ sở chúng ta nên như thế nào đây chúng ta cạnh tranh công bằng được không được nếu cô ấy chọn ai thì người còn lại phải chúc phúc được không ok rồi một người đã làm phiền khiến tôi cảm thấy khó chịu sợ lại thêm một người nữa tôi không thể chịu đựng được nữa nên xin phép về nhà bố mẹ tôi ít ngày sáng sớm hôm đó tôi đang xách vali từ trên tầng xuống thì thấy hai chiếc xe đã dựng ở phía trước cả kiên và khôi đều xuống xe và tranh giành chiếc vali của tôi tôi lắc đầu ngắn ngẩm vội vã giật chiếc vali và nói hai anh đi về đi tôi đi xe khách vậy anh cũng đi hai người nhìn nhau rồi bắt đầu lời qua tiếng lại tôi không thèm để ý đến nữa kéo vali của mình đi đến xe buýt để lại hai người còn đang cãi nhau phía sau tôi cứ nghĩ về nhà sẽ yên ổn nhưng không hai con người đó vẫn bám lấy tôi về đến nhà bố mẹ tôi tôi cũng bất lực nhà bố mẹ tôi ở dưới quê ông bà là nông dân đến mùa gặt nên tôi về phụ giúp ông bà gặt lúa tôi vừa bước chân đến cổng đã nghe thấy tiếng mẹ tôi vang lên tuyết về đấy à con mà ai đi sau lưng con đấy cô hồn đấy mẹ bà đi lại gần thì thấy kiên và khôi hai người cúi chào lễ phép bà nhìn rồi nói ôi khôi phải không cháu vào nhà đi để bác nói tuyết còn ho quả cho mà ăn dạ cháu cảm ơn bác ạ à. rồi khôi và tôi bước vào nhà còn kiên thì bị mẹ tôi ngăn cản ở cửa và nói còn cậu cậu đi về đi sao vậy mẹ kiên ngạc nhiên hỏi con tuyết có thể chấp nhận cậu chứ tôi không chấp nhận cậu đâu cậu đã làm nhiều chuyện khiến nó tổn thương quá rồi mẹ tôi nói với giọng lạnh lùng con biết mình đã sai rồi ạ à? con mong mẹ tha thứ ạ à? đúng như dự đoán của tôi kiên bị nhốt bên ngoài đi ngang qua cửa sổ kiên ngó vào thì thấy tôi đang gọn hoa quả cho khôi kiên khó chịu đi tìm nhà trọ một lúc sau tôi cũng đuổi khôi về để nghỉ ngơi không biết hai người này nghĩ gì mà như vậy cơ chứ sáng sớm hôm sau tôi và bố mẹ ra đồng để gặt lúa sớm khỏi nắng hai người vẫn đi theo sau nhà tôi bố tôi nói nhỏ vào tay tôi sao một lúc mà tận hai người vậy con thôi đi bố ạ à, con ngắn ngẩm với hai người này lắm để bố rồi bố tôi cười nói với hai người đó tôi không biết ông đã nói gì mà cả kiên và khôi đều hăng say xuống gặt lúa các chú các bác đi qua liền cười nói chà tuyết hôm nay dẫn hai chàng rể về gặt lúa với bố mẹ à con bố tôi cười nói còn gì nữa thôi tuyết với mẹ nó về nhà lo nấu cơm đi để đó chúng tôi làm xong việc cho Mẹ tôi cũng không nói gì, kéo tôi về nhà. Đang nấu ăn thì giọng bố tôi vang lên. "Tuyết, ra mua cho bố ít đồ uống rượu về đây để đãi khách nha." Tôi không nói gì, cũng cầm làn ra chợ mua ít đồ về cho bố uống rượu. Tối hôm đó, ba người chén chú chén anh cho đến khi bắt đầu ngà ngà, tôi đành đưa Khôi về nhà, vì nhà anh cũng không xa nhà tôi là mấy. Đang đi thì Khôi bỗng lên tiếng. "Tuyết, tôi muốn hỏi em một chuyện." "Có chuyện gì anh nói đi." em còn tình cảm với chồng cũ của em đúng không tôi anh có cơ hội không khôi nhẹ nhàng hỏi tôi tôi xin lỗi nhưng tôi chưa từng có tình cảm với anh ừ không sao thôi em về đi gần đến nhà anh rồi khôi cười rồi nói tôi đứng nhìn anh đi về nhà mà lòng như chút được một gánh nặng tôi lại nhớ đến câu hỏi của khôi em còn tình cảm với chồng cũ không câu hỏi này tôi cũng muốn trả lời lắm chứ nhưng tôi không biết đáp án mình là như thế nào nói không còn tình cảm là sai nhưng tôi lại không muốn quay lại vì tôi sợ sợ quá khứ lại tiếp diễn một lần nữa sợ tôi như một chiếc thuyền trôi lênh đênh giữa biển không biết nên đi theo hướng nào mới đúng đây nhưng thôi kệ đi đến đâu hay đến đó tôi tự an ủi bản thân mình tôi vừa bước vào nhà đã thấy bố và kiên nằm gục ở bàn nhậu nhà tôi rất nhỏ chỉ xây hai phòng cho bố mẹ tôi và tôi nên không có phòng cho Kiên ngủ lại. Nhưng giờ anh ta say như thế này, cũng không thể để Kiên ra thuê trọ được, nên tôi đành kéo Kiên lên ghế sofa nhà tôi ngủ tạm. Dọn dẹp chiến trường xong, thì cũng đã hơn 12 giờ đêm. Tôi đi ra ngồi ngoài sân. Bố tôi là người yêu thích hoa, nên trồng rất nhiều loại hoa đẹp ở trong sân của mình. Mùi hương của hoa quỳnh bay phẳng phất, khiến tôi nhớ lại ngày xưa. Đang mông lung suy nghĩ, thì có chiếc áo khoác được khoác lên vai tôi tôi quay lại nhìn thì đó là kiên anh nói em chưa ngủ à tôi chưa anh tỉnh rượu rồi à cũng chưa tỉnh lắm em đang suy nghĩ gì vậy không có gì tôi chỉ đang suy nghĩ đến lúc tôi còn bé thôi hình như em chưa bao giờ kể cho anh nghe về lúc em còn bé nhỉ rồi hai chúng tôi ngồi cạnh nhau tôi kể anh nghe về lúc bé của mình có lẽ lúc còn ở trong vòng tay bố mẹ là lúc tôi vô tư nhất Không phải lo lắng cũng như buồn phiền chuyện gì Ngồi một lúc thì tôi cũng đuổi kiên vào ngủ để mai còn dậy Anh không nói gì chỉ ôm lấy tôi Tôi cố gắng thoát khỏi vòng tay của anh Nhưng anh cứ ôm tôi chặt như vậy Anh thì thầm bên tai Xin lỗi và cảm ơn em rất nhiều Rồi anh buông tay Tôi vội đứng dậy đi lên phòng Bỏ mặc kiên đang ngồi ở đó Nằm trên giường mà tôi cứ nhớ lại hình ảnh đó Tôi có thể nghe thấy tiếng nhịp tim anh và nhịp tim của tôi hòa làm một. Tôi cố gắng để thoát ra khỏi hình ảnh đó nhưng không thể nào xóa nhòa được. Tôi thiếp đi lúc nào không hay, đến lúc tôi tỉnh dậy thì cũng đã 8 giờ sáng rồi. Tôi vội vệ sinh cá nhân xong chạy xuống để đi làm đồng với bố thì giọng nói của mẹ trong bếp vang lên. Thôi ở nhà đi con, bố thằng Khôi và thằng Kiên có lẽ cũng sắp về rồi đấy. Dạ. Rồi tôi vào dọn dẹp cùng mẹ để cơm nước cho cả nhà ngôi nhà nhỏ bé vang lên tiếng cười vui vẻ ở nhà được mấy hôm lo mùa màng cho bố mẹ xong thì tôi cũng phải lên thành phố để đi làm hôm nay không ai đến làm phiền tôi nữa tôi cảm thấy yên bình đến lạ về đến thành phố tôi lại tấp nập với những quần quay của công việc sáng hôm nay có một buổi họp khẩn trương của khoa nhưng không thấy kiên xuất hiện mà thay vào đó là giám đốc bệnh viện phổ biến kế hoạch cho chúng tôi tôi cảm thấy lạ anh luôn là người sống vì công việc mà sao giờ đây lại không thấy đâu? Tôi nghe mấy cô y tá nói rằng anh bị ốm đang nằm ở nhà. Anh một mình đến thành phố này làm việc nên tôi cũng có chút thương. Tan làm tôi đi vào siêu thị mua ít đồ rồi đến chung cư nơi anh ở. Tôi hỏi bác bảo vệ mới biết được số nhà của anh. Tôi đứng ở cửa hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạng ấn chuông. Chuông kêu một lúc thì cánh cửa nhà anh cũng được mở ra. Anh đứng trước mặt tôi không còn là người mạnh mẽ lạnh lùng nữa mà thay vào đó là một con người ốm yếu. Anh choàng chiếc chăn quanh người, chán anh đang dán miếng hạ sốt, mặt anh thì đỏ rực lên, đôi mắt thì mơ màng nhìn tôi. Thấy tôi đến, anh quay vào nằm lên giường. Tôi cũng đi theo vào bếp, bỏ đồ lên bàn ăn, rồi nấu giúp anh bát cháo. Tôi lại cặp nhiệt độ cho kiên, thì thấy sốt 39,5 độ. Nấu cháo cho anh xong, thì tôi đưa đến đút cho anh ăn, rồi lấy thuốc cho anh uống. Xong xuôi mọi chuyện, tôi tính đứng dậy về, thì bàn tay nóng gian của anh nắm lấy tôi. Kiên nói thều thào. Em đừng về có được không? Tôi... Nhìn anh đang nằm co do như vậy mà giờ tôi lại bỏ mặc Kiên thì tôi cũng không đành nên đồng ý ở lại cùng anh. Tôi ngồi cạnh giường thiếp đi lúc nào không hay. Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình đang nằm trên giường. Bên cạnh tôi là anh đang nằm ngủ. Tôi có thể thấy rõ những đường nét đẹp trai của Kiên. Đang tính chạm vào Kiên thì kiên bắt đầu cựa quậy làm tôi hoảng hốt nhắm mắt đến khi chắc chắn kiên đã ngủ thì tôi mới nhẹ nhàng đứng dậy đi xuống bếp thấy tôi lén lút đi kiên bỗng nở một nụ cười tôi vừa nấu cháo vừa suy nghĩ tại sao tôi có thể trèo lên giường anh nằm được vậy cơ chứ đang mải mê suy nghĩ tôi không biết kiên đã đứng sau lưng tôi lúc nào không hay đến khi tôi quay lại thì giật mình thấy anh tôi liền nói ôi giật hết cả mình làm gì khuất tất hay sao mà lại giật mình như vậy?" Kiên mỉm cười nói. "Ai làm gì? Tại anh đứng đó khiến tôi giật mình thôi." Thôi gian cháo đi. Kiên ngoan ngoãn đi ra ngồi xuống bàn ăn, tôi đưa bát cháo ra rồi cũng đứng dậy đi về, Kiên liền nói, "Để anh đưa em đi làm." "Thôi, giờ này anh đưa tôi đi làm thì lại xôn xao cả công ty bây giờ." "Vậy thôi em không chịu thì thôi vậy, em đi đi nha." Sao tôi cứ có cảm giác ghét bỏ cái tính này của anh ta như vậy không biết. Tôi đi xuống cầu thang thì gặp Huyền. Huyền nhìn tôi rồi nói. Chị đến đây làm gì? Tôi tại sao lại không được đến đây? Chị lại thấy anh Kiên có tiền đồ rồi muốn bòn trái anh ấy lần nữa có đúng không? Chuyện đó không cần cô quan tâm. Cô là gì mà có quyền xen vào vậy? Tôi là vợ sắp cưới của anh Kiên. Mong chị tránh xa chồng sắp cưới của tôi ra. Vậy thì cô nên nói chồng sắp cưới của mình ấy. Tôi không thèm để ý đến cô ta nữa. Tôi bước nhanh ra khỏi tòa chung cư. Hôm nay, tôi không có tâm trạng đi làm. Tôi lấy máy ra gọi cho Hân. Gì vậy bạn? Hôm nay tao buồn, nhậu không? Đi, chỗ cũ đúng không? Ừ. Tan làm, tôi đến quán nhậu, đã thấy Hân ngồi đó từ trước. Không biết tôi và Hân uống bao nhiêu, nhưng tôi chỉ nhớ rằng mình được ai bế lên. Đầu tôi thoáng không còn nhớ gì. Sáng hôm sau, tôi thấy mình đang nằm trên chiếc giường của Kiên, và trên người tôi không mảnh phải che thân tôi bắt đầu nhớ đến chuyện hôm qua khi tôi và hân ngà ngà thì đứa bạn tốt của tôi gọi kiên đến anh ta bế tôi lên xe rồi trở về nhà anh ta những mảnh ghép ký ức bắt đầu hiện rõ trong đầu tôi về đến nhà anh tôi bắt đầu làm loạn lên tôi hỏi anh cô gái lúc trước là cô gái nào rồi cô gái ôm anh trong cuộc họp có quan hệ gì với anh kiên chỉ đứng đó mỉm cười nhìn tôi rồi anh nhẹ nhàng nói Cô ấy chẳng là gì với anh hết Em ghen à Tôi... tôi không hơi sức nào mà ghen Anh là ai mà tôi cần gì phải ghen Vậy em thể hiện xem Anh là của em như thế nào đi Có lẽ do hơi men Nên tôi không thể làm chủ được chính mình Tôi tiến lại gần anh Môi của tôi đặt lên môi anh Một nụ hôn cuồng nhiệt xảy ra Và điều gì đến cũng đã đến Bao nhiêu năm gìn giữ Vậy là tôi lại bị chồng cũ sơi lần nữa Tôi đưa tay lên xoa xoa hai thái dương của mình, bỗng giọng nói ấm áp vang lên. Em tỉnh rồi à, uống chén nước giải rượu đi. Tôi vội đưa tay kéo chăn lên, Kiên đứng dựa vào cửa phòng, trên người anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, anh để lộ cơ thể sáu múi của mình, Kiên mỉm cười nói. Có gì mà giấu nữa chứ, chúng ta đâu phải mới yêu đâu, hôm qua em mãnh liệt như thế cơ mà, giờ sao lại thẹn thùng như vậy? Anh im đi, anh đi ra đi để tôi thay đồ. Được rồi, em thay đồ đi rồi ra ăn sáng nhé." "Biết rồi." Tôi đứng dậy cầm quần áo chạy vào nhà tắm, soi mình trong gương, thấy những vết hàn đỏ là tôi biết tối qua chúng tôi mạnh bạo đến mức nào rồi. Tôi tắm xong mặc lại bộ quần áo rồi đi ra ăn sáng. Cả bữa ăn đó, tôi không dám ngước mắt lên nhìn Kiên, chỉ cúi mặt ăn cho xong để đứng dậy ra về. "Ăn xong đang tính đứng dậy rồi đi," thì Kiên nói, "Để đó anh chở em về." "Thôi." tôi tự về được tôi lạnh lùng đáp em làm xong mà không chịu trách nhiệm à kiên nhìn tôi rồi cười một cách bí hiểm tôi ngơ ngác nhìn anh người chịu thiệt là tôi chứ anh thì chịu thiệt gì thật không thể hiểu được người đàn ông này tôi im lặng kiên mỉm cười nhìn tôi tôi cảm thấy mình như một chú mèo con đang bị phạt lỗi vậy tôi muốn thoát khỏi không gian này ngay bây giờ kiên đã đứng dậy kéo lấy tay tôi và nói chúng ta đi đi đâu còn đi đâu nữa về nhà em chứ đi đâu hay em muốn ở nhà anh luôn tôi kiên kéo tôi lên xe anh chở tôi đến dưới nhà trung cư của tôi rồi anh cũng đi về tôi đi lên phòng cầm lấy điện thoại bấm gọi cho hân nhưng không ai bấm máy tôi nghĩ có lẽ cô ấy say nên đang ngủ nên tôi tắt máy rồi cũng nằm lên giường và ngủ một giấc những ngày sau đó chúng tôi cứ bình thường như vậy anh vẫn thường xuyên đến nhà tôi ăn cơm tôi cũng không ngăn cản có lẽ tôi đã dần dần chấp nhận kiên. Dạo này tôi thấy Hân cứ lạ lạ như thế nào đó. Hôm nay đang ở nhà thì nghe thấy tiếng chuông cửa, mở ra thì thấy Hân với khuôn mặt buồn rũ, đôi mắt cô ấy ngấn lệ, nhìn thấy tôi, Hân ôm lấy tôi khóc. Tôi nhẹ nhàng ôm Hân rồi dìu cô ấy xuống ghế và hỏi: "Có chuyện gì vậy? Tao, ai trêu mày, nói tao nghe đi." "Tao, tao có thai rồi." "Hả?" tôi ngơ ngác khi nghe đến chuyện này sau hân lại có thai cô ấy có thai với ai vậy tôi ngồi xuống hỏi thì mới biết bữa hôm tôi và hân uống rượu say đã ngủ cùng một người đàn ông anh ta vẫn lịch sự chịu trách nhiệm nhưng hân không chịu tôi liền nói nào đưa số đề tao gọi cho phải cho họ chịu trách nhiệm chứ hân vừa khóc vừa đưa dãy số cho tôi tôi nhấn số thì thấy số này có chút quen thuộc đổi chuông một lúc thì đầu dây bên kia vang lên giọng nói ấm áp có chuyện gì vậy tuyết khôi à tôi ngạc nhiên hỏi ừ có chuyện gì vậy khôi thắc mắc anh đến đây đi nhá có chuyện tôi cúp máy nhìn hân một lúc sau cả khôi và kiên cùng đến thấy tôi và hân đang ngồi trong phòng khách khôi thoáng chốc ngạc nhiên khi nhìn thấy hân rồi cả bốn chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau hóa ra tối hôm đó kiên không thể nào đưa cả hai người cũng về được nên anh đã gọi khôi đưa hân về khi Khôi đưa Hân lên xe, không biết nhà cô ấy ở đâu, cũng không tài nào hỏi được gì ở Hân, nên Khôi đành đưa cô ấy vào khách sạn. Vào đến khách sạn, Hân không hề chịu nằm yên, cô ấy cứ nói rồi phá phách và hành động tiếp theo khiến Khôi không thể nào cưỡng lại. Và rồi hai người đã có một đêm mặt nồng. Ngồi ngay Khôi tưởng thuật lại mọi chuyện, khiến tôi và Kiên cũng phải lắc đầu ngao ngán. Tôi liền hỏi Khôi. Vậy bây giờ anh tính như thế nào? Thì tôi đã từng nói với Hân, tôi sẽ chịu trách nhiệm mà. Tôi quay sang nhìn Hân và hỏi Vậy giờ mày tính sao? Tao, tao cũng không biết Hân ấp úng đáp Một buổi trời ngồi nói chuyện với nhau Thì cuối cùng chúng tôi cũng đưa ra quyết định cuối cùng Là cho hai người một tháng tìm hiểu nhau Để hai người tự do quyết định hôn nhân của mình Hàng ngày Khôi luôn đưa Hân đi làm Tôi và Kiên cảm thấy mọi chuyện đang diễn ra hết sức thuận lợi Tôi cũng mong cô bạn thân của tôi hạnh phúc với hôn nhân của mình Hai tháng sau, trong đám cưới của hân vả khôi tôi mặc một chiếc váy trắng phù dâu xinh đẹp mọi người vui vẻ cười đùa trong đám cưới đến tiết mục mà ai cũng yêu thích đó là cô dâu ném hoa cưới tôi là phù dâu nên cũng bị kéo vào đám đông bắt hoa tôi đã cố đứng ra xa để không bắt được hoa nhưng hoa cứ nhằm vào chỗ tôi mà bay đến theo quán tính tôi cầm bó hoa cả khán trường vui vẻ xem hòa tôi đang không biết nên làm sao thì kiên từ phía xa bước đến anh quỳ một chân xuống lấy trong túi ra một hộp nhẫn anh mỉm cười và nói tuyết có thể chúng ta đã yêu nhau và sống với nhau nhiều năm nhưng anh nghĩ anh vẫn chưa hiểu hết về em lúc trước anh có em nhưng vì anh vô tâm nên anh đã để mất em nhưng giờ đây anh muốn em đồng ý một lần nữa để anh có thể bù đắp lại những lỗi lầm trước đây anh yêu em em có đồng ý lấy anh không cả khán trường ồ lên rồi những tiếng đồng ý đi bắt đầu vang lên trong đầu tôi giờ đây không thể suy nghĩ được gì, đôi mắt tôi bắt đầu ngấn lệ, những giọt nước mắt hạnh phúc bắt đầu rơi trên gương mặt của tôi. Tôi ấp úng đáp, "Em đồng ý." Anh ôm chầm lấy tôi, nhấc tôi lên trong tiếng hoan hô chúc mừng của tất cả mọi người. Hạnh phúc đôi khi đến muộn, nhưng những người còn yêu nhau nhất định sẽ đến bên nhau. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết câu chuyện trên kênh của chúng tôi hy vọng câu chuyện này mang lại cho các bạn nhiều giá trị về tình yêu trong cuộc sống hãy để lại ý kiến của bạn ở dưới phần bình luận để chúng tôi được biết nhé xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau